Trang Văn Kiệt là sinh viên năm cuối khoa luật của Đại học Thanh Thành. Cậu rất đam mê hội họa, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ mẹ, đặc biệt yêu thích bức tranh hoa súng của danh họa Lý Trình Nhất thời kỳ dân quốc. Cậu đã sao chép bức tranh này 17 lần, thuộc lòng từng nét vẽ. Hôm nay, Trang Văn Kiệt lại đến bảo tàng mỹ thuật, đi thẳng đến trước bức hoa súng. Đang mải mê thưởng thức thì đột nhiên bảo tàng bị cúp điện. 18 giây sau khi có điện trở lại, Trang Văn Kiệt phát hiện ra bức hoa súng trước mắt đã bị đánh cháo. Đúng lúc bảo vệ đến tuần tra, Trang Văn Kiệt lập tức báo cho họ. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thanh Thành nhận được tin báo, lập tức triển khai điều tra gắt gao. Đội trưởng La Kiên triệu tập cuộc họp phân tích vụ án, cảnh sát Tô Anh phân tích chi tiết vụ việc. Năm 1987, bức hoa súng này bị đánh cắp tại biệt thự của một hoa kiều ở Mỹ và từ đó bật vô âm tín. Cho đến năm 2001, một nhà sưu tập ẩn danh đã tặng bức tranh cho bảo tàng. Cảnh sát đã đối chiếu dấu chân tại hiện trường, ngoài bảo vệ ra chỉ có sinh viên đến tham quan, không phát hiện người lạ mặt nào khác. La Kiên đích thân thẩm vấn Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt khẳng định bức hoa súng của Lý Trình Nhất được vẽ từ viền ngoài vào trong, khi lá sen còn chưa khô hẳn thì mới vẽ gân lá, bức tranh giả kia thì ngược lại. Hơn nữa, cậu phát hiện trục tranh lệch so với vị trí ban đầu 1 cm. Trang Văn Kiệt nghi ngờ có người đã dùng móc 4 chiều đánh cháo tranh giả lấy tranh thật. Cảnh sát Phùng Đại Chí cho rằng Trang Văn Kiệt là nghi can số 1. Năm ngoái, máy tính của bạn cùng phòng bị mất cắp, sau đó không lâu thì được trả lại. Các bạn học đều nghi ngờ Trang Văn Kiệt lấy trộm, bởi trong khoảng thời gian đó, chỉ có cậu ra vào phòng, nhưng hành lang không có camera giám sát nên vụ việc chìm xuồng. Từ đó về sau, Trang Văn Kiệt và các bạn học có khoảng cách. Phùng Đại Chí còn điều tra ra ông cố và ông nội của Trang Văn Kiệt đều là những tên trộm nổi tiếng. 12 năm trước, cha của Trang Văn Kiệt là Trang Diệu Bách cùng đồng bọn Đinh Sinh Hỏa đã đánh cắp bức danh họa Lạc Thần. Trên đường mang tranh bỏ trốn, xe của Trang Diệu Bách mất lái, cả người lẫn xe rơi xuống sông. Mặc dù thi thể vẫn chưa được tìm thấy, nhưng cảnh sát kết luận ông ta đã đăng xuất đuối. Phòng kỹ thuật phân tích bức hoa súng giả mạo, kết quả phát hiện chữ ký là của Trang Văn Kiệt, hơn nữa còn được viết bằng mực tàng hình. Mọi chứng cứ đều chỉ ra Trang Văn Kiệt, nhưng do không có bằng chứng xác thực nên La Kiên đành phải thả Trang Văn Kiệt về trường học tiếp. Mấy ngày sau đó, La Kiên nhiều lần dẫn người đến bảo tàng mỹ thuật Đại học Thanh Thành để kiểm tra. Bạn gái Lâm Chỉ Duyệt một mực tin tưởng Trang Văn Kiệt vô tội. Trang Văn Kiệt không muốn giải thích nhiều, còn lạnh nhạt với cô, Lâm Chỉ Duyệt rất bối rối. La Kiên tìm gặp Trang Văn Kiệt, bảo cậu nhớ lại xem gần đây có người hay việc gì khả nghi không. Trang Văn Kiệt nhớ rõ ràng lúc tan học về nhà có nhìn thấy cửa sổ bị mở, nhưng cậu không muốn rắc rối nên đã giấu La Kiên chuyện này. La Kiên khẳng định sẽ không vì Trang Diệu Bách là kẻ trộm cắp mà nghi ngờ Trang Văn Kiệt, đồng thời nhắc nhở cậu sau này phải cẩn thận, đừng để kẻ xấu lợi dụng chuyện của Trang Diệu Bách để gây phiền phức cho cậu. La Kiên biết sau khi cha mẹ mất, Trang Văn Kiệt đã trải qua rất nhiều khó khăn, trước khi đi chỉ để lại một câu đầy ẩn ý, muốn thoát khỏi bóng tối, phải tự mình đứng về phía có ánh sáng. Bạn thân Mập Đầu Tôn nghe tin Trang Văn Kiệt gặp chuyện liền đến thăm hỏi. Trang Văn Kiệt tin rằng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày. La Kiên dẫn theo cảnh sát lưu xong lại đến Đại học Thanh Thành, phát hiện một ô kính trên trần nhà bảo tàng mỹ thuật đã bị dịch chuyển, vị trí đó chiếu thẳng vào bức hoa súng. Cảnh sát làm theo cách Trang Văn Kiệt đã nói, cậy ô kính ra, dùng móc 4 chiều lấy trộm bức tranh. Trang Văn Kiệt chủ động tìm La Kiên, muốn xem lại bức tranh giả một lần nữa. Cậu phát hiện bức tranh đó được in lên giấy bằng máy chiếu sau đó vẽ lại, màu sắc của tranh giả gần như giống hệt tranh thật. La Kiên còn gọi họa sĩ Phương đến đồn cảnh sát. Ông ngửi thấy trên bức tranh có mùi của loại nguyên liệu thực vật tên là hứa khang thảo. Trang Văn Kiệt khẳng định đây là tác phẩm của họa sĩ Đường Phố, họ dùng hứa khang thảo để làm cho màu sắc của bức tranh thêm phần rực rỡ, đồng thời lấy đó làm chiêu trò để bán tranh. Họa sĩ Phương hết lời khen ngợi phân tích của cậu. Vô tình, Trang Văn Kiệt nhìn thấy một thanh niên khả nghi đang nói chuyện với Lâm Chỉ Duyệt, trong lòng cậu dấy lên nghi ngờ. La Kiên tìm đến những họa sĩ Đường Phố để tìm hiểu tình hình, được biết người vẽ tranh phong cảnh núi non giỏi nhất là Mã Tam. Mấy hôm nay Mã Tam nhận được một vụ làm ăn lớn nên không ra quầy vẽ, La Kiên tìm đến Mã Tam. Vừa nhìn thấy bức hoa súng mà La Kiên chụp trong điện thoại, Mã Tam đã hoảng sợ bỏ chạy. La Kiên không tốn sức đã tóm gọn hắn ta. Mã Tam khai nhận có một thanh niên tự xưng là Trang Văn Kiệt đã gọi điện thoại cho hắn, bỏ ra một số tiền lớn thuê hắn sao chép bức tranh cổ hoa súng, đặc biệt yêu cầu phải ký tên Trang Văn Kiệt lên bức tranh. Tan học, Trang Văn Kiệt về nhà, thấy đồ đạc trước cửa vẫn y nguyên, cậu yên tâm mở cửa bước vào, không ngờ trong nhà có 3 người lạ mặt. Đối mặt với 3 người lạ mặt, Trang Văn Kiệt rất bình tĩnh, đoán chắc lần trước cũng là bọn họ lẻn vào nhà, còn cố tình để lại bức ảnh chung của cậu và mẹ. Người đến tự xưng là Đinh Sinh Hỏa, hắn ta không chối cãi. Trang Văn Kiệt khẳng định Đinh Sinh Hỏa đã đánh cắp bức tranh sau đó đổ tội cho mình, Đinh Sinh Hỏa một mực phủ nhận. Từ những hành động và thói quen nhỏ nhặt của hai người còn lại, Trang Văn Kiệt suy đoán ra sự phân công lao động khi gây án của bọn họ, đồng thời truy hỏi nguồn gốc của bức ảnh. Đinh Sinh Hỏa hết lời khen ngợi phân tích của cậu, muốn nhờ cậu giúp một việc, Trang Văn Kiệt kiên quyết không làm chuyện xấu. Đinh Sinh Hỏa liên tục nhấn mạnh Trang Văn Kiệt xuất thân từ gia đình trộm cắp, còn gọi thanh niên Đinh Vĩ đang trốn trong nhà vệ sinh ra. Trang Văn Kiệt nhận ra ngay hắn ta chính là người nói chuyện với Lâm Chỉ Duyệt, cảnh cáo hắn ta tránh xa Lâm Chỉ Duyệt ra. La Kiên phân tích có người muốn đổ tội cho Trang Văn Kiệt, phái cảnh sát điều tra nhật ký cuộc gọi của Mã Tam. Không ngờ cả hai cuộc gọi đều được thực hiện từ điện thoại cố định ở nhà trọ của Trang Văn Kiệt. La Kiên đích thân đến nhà trọ của Trang Văn Kiệt. Đinh Sinh Hỏa giấu bức hoa súng thật trong phòng của Trang Văn Kiệt, đồng thời tiết lộ ông ta đã mạo danh Trang Văn Kiệt.
lợi dụng điện thoại cố định ở nhà cậu để liên lạc với Mã Tam thuê sao chép bức tranh. Hiện tại Mã Tam đã bị bắt, cảnh sát hình sự sẽ đến trong vòng 20 phút nữa. Đinh Sinh Hỏa khuyên Trang Văn Kiệt nên suy nghĩ cho kỹ, sau đó dẫn người rời đi. Trang Văn Kiệt lục tung căn phòng, cuối cùng tìm thấy bức tranh thật trên trần nhà bếp. La Kiên đột ngột đến tìm cậu. Trang Văn Kiệt sợ hãi vội vàng giấu bức tranh xuống dưới đống tranh mà cậu đã sao chép. La Kiên đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, định lật đống tranh kia lên xem thì Trang Văn Kiệt vội vàng đánh lạc hướng sự chú ý của anh. La Kiên biết được vào hai lần gọi điện cho Mã Tam, Trang Văn Kiệt đều không ở nhà. Một lần là đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ leo núi, lần còn lại là đi mua màu vẽ, cả hai lần đều có người làm chứng. La Kiên hỏi Trang Văn Kiệt xin số điện thoại cố định ở nhà, Trang Văn Kiệt không biết nhà còn điện thoại cố định nên gọi điện thoại hỏi chủ nhà. Lúc này mới biết điện thoại cũ đã bị tháo dỡ, nhưng ổ cắm điện thoại vẫn còn. La Kiên phát hiện trong phòng Trang Văn Kiệt có mùi thuốc lá. Trang Văn Kiệt nói dối là bồn cầu bị tắc nên đã gọi thợ đến sửa, thợ sửa chữa đã hút thuốc trong nhà. La Kiên không phát hiện ra điều gì bất thường nên đành phải rời đi. Sáng sớm, Trang Văn Kiệt đến trường, phát hiện Đinh Vĩ luôn theo dõi mình, cậu cảm thấy rất phiền phức. Buổi trưa, La Kiên nhận được suất ăn mang từ quán cơm hạng Tử Khẩu do Trang Văn Kiệt làm thêm gửi đến, bên trong có chân dung của bốn người Đinh Sinh Hỏa và bức hoa súng thật. La Kiên phái Lưu Song đi mời họa sĩ Phương đến để thẩm định tranh thật giả, phái cảnh sát chia nhau điều tra nền tảng giao đồ ăn đó, cũng như lai lịch của bốn người trong bức chân dung. Đinh Vĩ chủ động đề nghị tài trợ cho Lâm Chỉ Duyệt tổ chức đêm hội trung thu. Lâm Chỉ Duyệt cầu còn không được, liền trao đổi phương thức liên lạc với hắn ta. Trang Văn Kiệt thấy Đinh Vĩ đi xa liền nhắc nhở Lâm Chỉ Duyệt đừng để ý đến hắn ta nữa. La Kiên biết được Trang Văn Kiệt đã đến quán cơm hạng Tử Khẩu, hơn nữa người giao hàng còn trực tiếp mang đồ ăn đến đồn cảnh sát. La Kiên phái người đi gọi Trang Văn Kiệt. Phùng Đại Chí nhanh chóng điều tra ra thân phận của bốn người trong bức chân dung. Năm 2007, sau khi Đinh Sinh Hỏa câu kết với Trang Diệu Bách trộm bức Lạc Thần đã bị kết án 10 năm tù, năm ngoái mới được ra tù. Lôi Tiểu Phi chuyên trộm cắp ở các tòa nhà cao tầng, bị kết án 4 năm tù, cũng ra tù vào năm ngoái. Vương Tư Hành bị bắt vì tội cài mã độc vào máy tính để trộm cắp tiền bạc, nửa năm trước được trả tự do. Cả ba người bọn họ đều thụ án chung một khu giam giữ. Đinh Vĩ chưa có tiền án tiền sự, tạm thời chưa tra ra được thân phận. Phùng Đại Chí khăng khăng cho rằng Trang Văn Kiệt là kẻ trộm. La Kiên phân tích Đinh Sinh Hỏa, Lôi Tiểu Phi và Vương Tư Hành đã hợp tác gây án, sau đó đổ tội cho Trang Văn Kiệt. La Kiên phát hiện ra lần đầu tiên bức hoa súng bị đánh cắp cũng chính là ngày sinh nhật của Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt đi vệ sinh, Đinh Vĩ đã đợi sẵn ở đó. Trang Văn Kiệt vội vàng bấm gọi La Kiên. La Kiên nghe thấy tiếng Đinh Vĩ ép Trang Văn Kiệt hợp tác với bọn họ qua điện thoại. Đinh Vĩ phát hiện có điều bất thường liền muốn kiểm tra điện thoại của Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt nhanh tay xóa lịch sử cuộc gọi, chuyển sang chế độ nghe nhạc. Trang Văn Kiệt muốn gặp Đinh Sinh Hỏa, Đinh Vĩ liền bịt mắt, tịch thu điện thoại của cậu. La Kiên phái người trích xuất camera giám sát trước cổng trường, nhận ra Đinh Vĩ đã lái xe chở Trang Văn Kiệt đi, La Kiên phái người bám theo chiếc xe đó. Cảnh sát bám theo xe của Đinh Vĩ đến bãi đậu xe ngầm của một trung tâm thương mại thì biến mất tăm. Cảnh sát phục kích ở lối ra cũng không thấy chiếc xe đó đâu. La Kiên lo lắng Trang Văn Kiệt gặp nguy hiểm, liền phái người kiểm tra camera giám sát bãi đậu xe ngầm nhưng không thu được gì. La Kiên bảo Lưu Song liên lạc với đội an ninh trật tự gần trung tâm thương mại, nhờ họ đến bãi đậu xe ngầm tìm chiếc xe đó. La Kiên phát hiện một chiếc xe tải lớn chạy ra từ bãi đậu xe ngầm, anh đoán xe của Đinh Vĩ được giấu trong đó nên lập tức phái người đuổi theo. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của La Kiên, Đinh Vĩ đã lái xe vào trong thùng xe tải, sau đó biến mất khỏi bãi đậu xe ngầm một cách bí ẩn. Xe tải chạy đến một gara ô tô, Đinh Sinh Hỏa đã đợi sẵn ở đó. Hắn ta đi thẳng vào vấn đề, nói rõ kế hoạch của mình. Hắn ta muốn dẫn người đi trộm kết sắt của tập đoàn Đức Diệu, nhưng kết sắt được canh phòng cẩn mật, chỉ có một mình tổng giám đốc Lưu Đức Đồng mới có thể mở được. Đinh Sinh Hỏa đã điều tra được Lưu Đức Đồng rất thích sưu tầm tranh cổ và đồ cổ, nên muốn phái Trang Văn Kiệt mang bức hoa súng đến bán cho Lưu Đức Đồng. Trang Văn Kiệt lo Lưu Đức Đồng sẽ không dám nhận, không ngờ Đinh Sinh Hỏa đã sớm gửi ảnh của Trang Văn Kiệt cho Lưu Đức Đồng, đồng thời nói rõ cậu là con trai của Trang Diệu Bách. Lưu Đức Đồng đồng ý gặp Trang Văn Kiệt. Đinh Sinh Hỏa phái Đinh Vĩ đến nhà Trang Văn Kiệt lấy tranh. Đinh Vĩ biết Trang Văn Kiệt để tranh thật và tranh giả chung với nhau, sợ lấy nhầm, lại sợ rơi vào tay cảnh sát. Đinh Sinh Hỏa bảo Trang Văn Kiệt đi cùng Đinh Vĩ đến lấy. Đinh Vĩ lái xe chở Trang Văn Kiệt về nhà. Trang Văn Kiệt nhìn thấy khăn trải bàn bị xô lệch một góc liền đoán La Kiên đã đến đây. Cậu trèo lên ghế, lấy chiếc hộp trên trần nhà xuống. Đinh Vĩ lén giấu con dao sau lưng. Trang Văn Kiệt lấy bức tranh ra xác nhận. Đinh Vĩ thấy chỉ có một bức tranh liền lấy dao ra dọa dẫm Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt không hề sợ hãi, lôi Đinh Sinh Hỏa ra để nói, đồng thời cố tình câu giờ đóng cửa sổ. La Kiên đang nấp ngoài cửa sổ ra hiệu cho cậu đeo tai nghe vào góc hộp. Trang Văn Kiệt lấy bức tranh ra bỏ vào túi, nhân cơ hội lấy tai nghe giấu trong góc hộp. Đinh Vĩ không phát hiện ra điều gì bất thường liền lái xe chở Trang Văn Kiệt rời đi. La Kiên phân tích Đinh Sinh Hỏa còn có mưu đồ khác đối với bức tranh, quyết định dùng bức tranh làm mồi nhử. Anh báo cáo kế hoạch hành động tiếp theo cho cục trưởng, cục trưởng đồng ý. La Kiên đã lén đặt bức tranh trở lại trần nhà. Trang Văn Kiệt hiểu được ám hiệu của La Kiên, kết nối liên lạc thành công với anh. La Kiên thông báo kế hoạch hành động cho Trang Văn Kiệt qua tai nghe, dặn cậu chú ý an toàn. Đinh Vĩ lái xe chở Trang Văn Kiệt trở về kho hàng của gara. La Kiên đột nhiên không nghe thấy tiếng Trang Văn Kiệt nữa. Tô Anh phán đoán trong kho hàng có hệ thống chắn sóng tín hiệu. La Kiên đành phải phái người canh giữ bên ngoài kho hàng.
Đinh Sinh Hỏa cẩn thận kiểm tra, xác nhận bức tranh là thật. Trang Văn Kiệt sốt ruột muốn biết làm cách nào hắn ta vào được kết sắt của Lưu Đức Đồng. Đinh Sinh Hỏa lấy ra thiết bị gây nhiễu sóng tín hiệu mới nhất do Đức sản xuất, bọ cánh cứng, đặt bọ cánh cứng vào trục tranh. Chỉ cần kích hoạt bọ cánh cứng, hệ thống an ninh trong phạm vi 30m sẽ tự động ngưng hoạt động. Đinh Sinh Hỏa chắc chắn Lưu Đức Đồng sẽ cất bức tranh vào két sắt. Hắn ta sợ đêm dài lắm mộng nên phái Trang Văn Kiệt lập tức mang tranh đi gặp Lưu Đức Đồng, trước khi đi còn dặn dò đủ điều. Đinh Vĩ lái xe chở Trang Văn Kiệt rời khỏi gara, La Kiên kết nối lại với Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt dò hỏi Đinh Vĩ về mối quan hệ giữa Lưu Đức Đồng và Đinh Sinh Hỏa, cố tình để lộ chuyện bọ cánh cứng được giấu trong trục tranh. La Kiên phái người điều tra thân phận Lưu Đức Đồng nhưng lại không thể hành động thiếu thận trọng, muốn bắt quả tang bọn Đinh Sinh Hỏa. Trang Văn Kiệt nhịn không được oán trách, Đinh Vĩ tưởng cậu tiếc nuối bức tranh nên đồng ý giúp cậu lấy trộm bức tranh ra. Trang Văn Kiệt và Đinh Vĩ đến tập đoàn Đức Diệu, bảo vệ cẩn thận kiểm tra người bọn họ. La Kiên lo lắng tai nghe bị phát hiện, không ngờ Đinh Vĩ tức giận, xảy ra xô xát với bảo vệ. Bảo vệ tiếp tục kiểm tra, không phát hiện ra điều gì bất thường nên mới cho Trang Văn Kiệt vào trong một mình. Theo lời dặn trước đó của Đinh Sinh Hỏa, Trang Văn Kiệt ra giá 5 triệu tệ. Lưu Đức Đồng cho rằng giá quá cao nên mặc cả với Trang Văn Kiệt, thậm chí còn ham dọa cậu. Đinh Sinh Hỏa đã dặn dò Trang Văn Kiệt nhất định phải trấn áp Lưu Đức Đồng về mặt khí thế thì mới có thể khiến hắn ta tin tưởng. Đối mặt với lời đe dọa của Lưu Đức Đồng, Trang Văn Kiệt không hề sợ hãi, còn ngang nhiên thách thức hắn ta. Lưu Đức Đồng lập tức dịu giọng, hắn ta nhớ rõ ràng lần đầu tiên Trang Diệu Bách đến bàn chuyện làm ăn với hắn ta cũng y hệt như vậy. Lưu Đức Đồng phái người mang 5 triệu tiền mặt đến cho Trang Văn Kiệt. La Kiên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Đức Đồng và Trang Văn Kiệt qua màn hình lớn trong phòng chỉ huy. Trang Văn Kiệt xách hai túi tiền mặt rời khỏi tập đoàn Đức Diệu. Đinh Vĩ vẫn luôn đợi cậu ở bãi đậu xe ngầm, còn cố tình đổi sang một chiếc xe khác, thành công cắt đuôi cảnh sát. La Kiên hối hận vì đã để Trang Văn Kiệt mạo hiểm như vậy, anh chỉ có thể phái người giám sát chặt chẽ gara kia. Lưu Đức Đồng cất bức tranh vào két sắt, bọ cánh cứng giấu trong trục tranh lập tức được kích hoạt. Đinh Sinh Hỏa định đợi Trang Văn Kiệt và Đinh Vĩ quay về sẽ hành động. Lưu Song dẫn người đến khảo sát vị trí két sắt, phát hiện phòng đấu giá Cộng Đức nằm từ tầng 1 đến tầng 5 tòa B của tòa nhà đôi tập đoàn Đức Diệu, két sắt nằm ở góc đông nam tầng hầm thứ 3. Sau đó, bọn họ tìm đến Lưu Đức Đồng. Lưu Đức Đồng thừa nhận hành vi mua bán tranh cổ trái phép, đồng thời biểu thị sẵn sàng phối hợp với cảnh sát bắt giữ tội phạm trộm cắp. Phòng kỹ thuật phát hiện ra cách đây nửa năm, phòng đấu giá Cộng Đức đã nâng cấp toàn diện hệ thống an ninh, đưa vào sử dụng hệ thống an ninh của công ty Barker của Đức, chuyên đối phó với sóng bức xạ điện tử. Thiết bị gây nhiễu điện tử mà Đinh Sinh Hỏa nói thực chất là thiết bị gây cháy có hẹn giờ, bên trong chứa bột trắng dễ cháy, một cuộn dây điện tử và hai cục pin lithium, thời gian được đặt vào lúc 1 giờ sáng nay. Khi đến giờ, cuộn dây điện tử sẽ khiến hai cục pin lithium bên trong nhanh chóng nóng lên, đốt cháy bức tranh. Hệ thống báo cháy trong két sắt sẽ được kích hoạt, tự động ngắt điện trong két sắt để đề phòng ngọn lửa lan rộng theo đường dây điện. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài 6 phút, bọn trộm có thể thừa cơ hội này trộm tiền trong két sắt. Đinh Sinh Hỏa vô cùng xảo quyệt, hắn ta đã che giấu công dụng thực sự của thiết bị gây nhiễu điện tử với đồng bọn. Trang Văn Kiệt đưa tiền cho Đinh Sinh Hỏa, không ngờ hắn ta lại đề nghị cậu tham gia hành động tối nay. Trang Văn Kiệt kiên quyết không ăn trộm đồ. Đinh Sinh Hỏa hứa chỉ cần Trang Văn Kiệt phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đằng sau bức ảnh kia, sau đó biến mất khỏi cuộc đời cậu. Trang Văn Kiệt suy nghĩ kỹ càng rồi đồng ý. La Kiên đã bố trí chu đáo, anh chỉ huy trong xe giám sát, dặn dò mọi người nhất định phải đảm bảo an toàn cho Trang Văn Kiệt. Đinh Vĩ lái xe rời khỏi gara, La Kiên phái người bám theo chiếc xe đó. Đinh Vĩ lái xe quanh tòa nhà tập đoàn Đức Diệu hai vòng rồi quay đầu xe bỏ đi. La Kiên phát hiện có gì đó không ổn, phái người đến gara dò la tin tức thì phát hiện bên trong không có ai. Sau khi cắt đuôi cảnh sát, Đinh Vĩ lập tức gọi điện báo cho Đinh Sinh Hỏa. Đinh Vĩ xuống xe hít thở không khí trong lành thì bị cảnh sát bắt giữ. Cùng lúc đó, Đinh Sinh Hỏa dẫn Trang Văn Kiệt, Lôi Tiểu Phi và Vương Tư Hành đột nhập vào tòa nhà A. Hắn ta gọi điện thoại cho Đinh Vĩ nhưng không ai bắt máy. Đinh Sinh Hỏa biết hắn ta đã xảy ra chuyện nên vứt sim điện thoại đi. Đinh Sinh Hỏa dẫn Trang Văn Kiệt và hai tên đồng bọn lên sân thượng tòa nhà A. Vương Tư Hành và Lôi Tiểu Phi chia nhau chuẩn bị giăng một sợi dây thép giữa tòa nhà A và tòa nhà B. Vương Tư Hành và Lôi Tiểu Phi lần lượt đu người sang tòa B bằng sợi dây thép. Đinh Sinh Hỏa bảo Trang Văn Kiệt buộc dây thừng vào eo. Vương Tư Hành cố tình giở trò không kéo cậu, khiến cậu tụt xuống giữa chừng, đành phải tháo móc, dùng tay trần bám vào sợi dây thép bò sang phía đối diện. Trang Văn Kiệt phải vất vả lắm mới đến được tòa nhà B. Lôi Tiểu Phi giúp Đinh Sinh Hỏa sang phía bên kia. Đinh Sinh Hỏa liên tục giải thích Vương Tư Hành chỉ muốn thử bản lĩnh của Trang Văn Kiệt. Thiết bị gây cháy hẹn giờ trong trục tranh đúng giờ hoạt động, hệ thống báo động trong két sắt bị vô hiệu hóa. Đinh Sinh Hỏa dẫn ba người bọn họ đột nhập vào két sắt. La Kiên và Đặc Cảnh cũng nhanh chóng đến nơi, mai phục bên ngoài két sắt. La Kiên và Đặc Cảnh đợi 6 phút bên ngoài két sắt. Hệ thống an ninh của két sắt được kích hoạt lại, Lưu Đức Đồng dùng vân tay mở két sắt. La Kiên dẫn Đặc Cảnh xông vào, phát hiện bên trong trống trơn, cũng không có dấu vết người đột nhập, bức hoa súng đã bị thiêu rụi. La Kiên suy nghĩ rất lâu mới nhận ra mục tiêu của Đinh Sinh Hỏa không phải là két sắt, nhưng anh lại không đoán được hắn ta đang ở đâu. La Kiên khẳng định Đinh Sinh Hỏa sẽ không đi xa, anh hỏi Lưu Đức Đồng, được biết toàn bộ tập đoàn đều sử dụng chung một hệ thống an ninh, liền phái tất cả cảnh sát rà soát xung quanh tòa nhà. Cùng lúc đó, Đinh Sinh Hỏa dẫn Trang Văn Kiệt, Vương Tư Hành và Lôi Tiểu Phi đến văn phòng của Lưu Đức Đồng ở tòa nhà A. Hắn ta đeo tai nghe,
giải mã mật khẩu căn phòng bí mật. Trang Văn Kiệt thừa lúc hắn ta không để ý, cầm lấy một món đồ trang trí bằng ngọc trên bàn, định mở cửa sổ ném xuống báo tin cho La Kiên, nhưng Vương Tư Hành đã nhanh tay đóng cửa sổ lại, Trang Văn Kiệt đành phải bỏ cuộc. Đinh Sinh Hỏa nhanh chóng giải mã được mật khẩu, mở cửa căn phòng bí mật của Lưu Đức Đồng. Vương Tư Hành dễ dàng xâm nhập vào máy tính của Lưu Đức Đồng. Đinh Sinh Hỏa bảo Vương Tư Hành gửi toàn bộ dữ liệu trong máy tính vào địa chỉ email do hắn ta cung cấp, sau đó đốt địa chỉ email đó đi. Đinh Sinh Hỏa bảo Lôi Tiểu Phi dùng H2SO4 phá hủy ổ cứng máy tính của Lưu Đức Đồng. Sau khi hoàn thành mọi việc, Đinh Sinh Hỏa đánh Trang Văn Kiệt ngất xỉu. Hắn ta nói rõ lý do hắn ta làm vậy là muốn báo thù năm xưa. Trang Diệu Bách khiến hắn ta phải ngồi tù 10 năm, hắn ta muốn Trang Văn Kiệt trả nợ thay cha. Đinh Sinh Hỏa bật hệ thống bơm oxy trong phòng bí mật lên, muốn nhốt Trang Văn Kiệt đến đăng xuất. Trang Văn Kiệt mơ màng tỉnh lại, cậu cố gắng bò đến cửa, dùng hết sức đập cửa, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì. Trang Văn Kiệt tháo sợi dây chuyền trên cổ, nhét vào công tắc của hệ thống an ninh, chuông báo động vang lên. Diệp Giai nhanh chóng phát hiện chuông báo động phát ra từ văn phòng của Lưu Đức Đồng ở tòa nhà A. La Kiên biết có chuyện chẳng lành, lập tức dẫn người đến tòa nhà A. Đinh Sinh Hỏa nhanh chóng nhận được một khoản tiền, liền dẫn Vương Tư Hành và Lôi Tiểu Phi lên thang máy chuẩn bị rời đi. Vừa ra khỏi thang máy, bọn họ đã bị cảnh sát bao vây. La Kiên tra hỏi Đinh Sinh Hỏa về tung tích của Trang Văn Kiệt, nhưng hắn ta nhất quyết không trả lời. La Kiên bảo Lưu Đức Đồng mở cửa văn phòng, kết quả phát hiện hệ thống bơm oxy trong phòng bí mật đã được bật. Mọi người phải rất vất vả mới mở được cửa. Trang Văn Kiệt vì thiếu oxy nên đã hôn mê bất tỉnh, La Kiên vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Qua nỗ lực cấp cứu của các bác sĩ, Trang Văn Kiệt đã qua cơn nguy kịch, nhưng do thiếu oxy quá lâu nên chức năng tim phổi rất yếu, phải mất mười mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. La Kiên phái người túc trực ở bệnh viện. Lưu Song dẫn người kiểm tra kỹ lưỡng văn phòng của Lưu Đức Đồng, khôi phục dữ liệu máy tính, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. La Kiên khẳng định Đinh Sinh Hỏa đã lấy đi dữ liệu quan trọng, anh phái người đưa Lưu Đức Đồng đến thẩm vấn. Trang Văn Kiệt cuối cùng cũng tỉnh lại, La Kiên đến bệnh viện thăm cậu, kể lại chi tiết sự việc. Anh lấy một bức hoa súng do Trang Văn Kiệt sao chép, đặt thiết bị gây cháy vào trong bức tranh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất đã đánh cháo toàn bộ đồ cổ trong két sắt thành đồ giả. Trang Văn Kiệt hết lời khen ngợi sự sắp xếp khéo léo của La Kiên. La Kiên muốn kết bạn với Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt nói Đinh Sinh Hỏa đã gửi tài liệu trong máy tính đến một địa chỉ email, nhưng cậu không nhìn rõ. La Kiên thẩm vấn Đinh Sinh Hỏa, nhưng hắn ta giả vờ không biết gì. La Kiên tiết lộ Trang Văn Kiệt vẫn còn sống. Đinh Sinh Hỏa kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Đinh Sinh Hỏa tuyên bố ba đời nhà họ Trang đều sống bằng nghề trộm cắp, những ghen này đã ăn sâu vào máu của Trang Văn Kiệt. Hắn ta khẳng định sớm muộn gì Trang Văn Kiệt cũng sẽ không nhịn được mà đi trộm cắp một lần. La Kiên kiên quyết tin tưởng Trang Văn Kiệt không phải loại người đó. Cậu ấy bây giờ là anh hùng, tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc và một công việc đàng hoàng. Đinh Sinh Hỏa không chịu ký vào biên bản khai nhận, hắn ta không cam tâm, nhất quyết muốn tự mình nói địa chỉ email cho riêng Trang Văn Kiệt nghe. La Kiên kiên quyết từ chối, Đinh Sinh Hỏa tuyên bố qua đêm nay sẽ không kịp nữa. La Kiên không hiểu ý hắn ta, Đinh Sinh Hỏa muốn tận mắt chứng kiến xem Trang Văn Kiệt có phải loại người mà La Kiên nói hay không. La Kiên lập tức báo cáo sự việc cho cục trưởng. Cục trưởng muốn xem thử Đinh Sinh Hỏa đang giở trò gì nên đã đồng ý cho hắn ta gặp Trang Văn Kiệt. La Kiên gọi điện thông báo cho Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt suy nghĩ kỹ càng rồi đồng ý gặp Đinh Sinh Hỏa. La Kiên không quên dặn dò cậu đủ điều. Trang Văn Kiệt lập tức đến gặp Đinh Sinh Hỏa, sốt ruột muốn biết hắn ta đã gửi tài liệu cho ai. Đinh Sinh Hỏa chưa từng gặp người đó, bọn họ chỉ liên lạc qua điện thoại mạng. Trang Văn Kiệt tức giận nghiến răng. Đinh Sinh Hỏa chỉ tiết lộ 3 tháng trước, nhà đấu giá Sotheby của anh có tổ chức một buổi đấu giá, còn lại nhất quyết không hé răng nửa lời. Trang Văn Kiệt tức giận quát mắng Đinh Sinh Hỏa. Đinh Sinh Hỏa không những không tức giận mà còn ngân nga một đoạn kinh kịch. La Kiên lái xe đưa Trang Văn Kiệt về bệnh viện. Trang Văn Kiệt càng nghĩ càng tức, bất giác nhớ đến cảnh tượng trong phòng thẩm vấn lúc nãy. Đinh Sinh Hỏa đã dùng mật mã mâu để tiết lộ Trang Diệu Bách vẫn còn sống, bức ảnh chụp chung của cậu và mẹ là do Trang Diệu Bách cung cấp. Nếu muốn biết câu chuyện đằng sau bức ảnh, Trang Văn Kiệt phải làm theo yêu cầu của hắn ta một việc. La Kiên nhanh chóng quay về đội cảnh sát hình sự. Lưu Song đã điều tra được tình hình buổi đấu giá 3 tháng trước, trong đó chỉ có một vật phẩm liên quan đến Trung Quốc, đó là mặt dây chuyền nước mắt thần trang trị giá 6 triệu tệ. Mặt dây chuyền đã được một người mua bí ẩn đến từ Trung Quốc mua. La Kiên bảo Lưu Song tìm cách điều tra thông tin người mua, nhưng việc này cần có sự phối hợp của cảnh sát quốc tế. Manh mối mà La Kiên vất vả lắm mới hỏi được lại một lần nữa bị cắt đứt. Đội cảnh sát hình sự nhận được tin báo, nhà văn giả Kim Nghiên bị trộm đột nhập vào két sắt, La Kiên vội vàng đến hiện trường. Diệp Giai cẩn thận kiểm tra két sắt, phát hiện tiền mặt và đồ đạc giá trị bên trong đều không bị mất, kẻ trộm chỉ lấy đi bản thảo tiểu thuyết Mối Tình Hoa Xương của giả Kim Nghiên. Giả Kim Nghiên thường ngày không viết lách bằng máy tính, cũng không lưu bản sao lưu. Cô sử dụng một chiếc máy chữ từ thời dân quốc để lại. Giả Kim Nghiên không cho phép bất kỳ ai động vào chiếc máy chữ đó. Diệp Giai còn biết được chồng của giả Kim Nghiên là Tôn Đồng Phương, là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty công nghệ. Lưu Song đến bệnh viện đưa cơm cho Trang Văn Kiệt, nhận lệnh ở lại chăm sóc cậu. Trang Văn Kiệt thấy bất tiện, nhưng khi biết đây là sự sắp xếp của La Kiên, cậu đành phải chấp nhận. Lưu Song không rời Trang Văn Kiệt nửa bước. La Kiên cảm thấy biểu hiện của Đinh Sinh Hỏa và Trang Văn Kiệt tối qua rất khác thường, liền phái Lưu Song theo dõi nhất cử nhất động của Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt lấy cớ không quen ăn cơm bệnh viện, bảo Lưu Song mua giúp bát mì vằn thắn của tiệm lâu năm trên phố Kim Bảo. Nhưng tiệm đó không giao đồ ăn,
Lưu Song không dám rời khỏi cậu nửa bước nên muốn gọi Mì Văn Thắn từ nhà ăn của bệnh viện, Trang Văn Kiệt cũng đành chịu. Tổ trưởng Mã của phòng kỹ thuật dẫn theo Diệp Giai và các đồng nghiệp đến nhà Giả Kim Nghiên tiến hành điều tra, đối chiếu kỹ lưỡng, phát hiện ra dấu chân của một người đàn ông trưởng thành. Camera giám sát ở bãi đậu xe và trong khu chung cư đều quay được hình ảnh của nghi phạm, phát hiện ra nghi phạm không chỉ có một người. Khóa cửa nhà Giả Kim Nghiên là loại khóa mật mã thông minh tiên tiến nhất, có thể thay đổi mật khẩu bất cứ lúc nào. Diệp Giai phân tích mật khẩu cửa chính đã bị tấn công từ xa rồi mới bị mở. Trang Văn Kiệt trằn trọc không ngủ được, nhớ đến tối hôm đó, Đinh Sinh Hỏa đã dùng mật mã mâu giao cho cậu một nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành trong vòng 48 tiếng. Lưu Song vẫn luôn canh giữ trước cửa phòng bệnh. Tổ trưởng Mã công bố đoạn video giám sát bên ngoài nhà Giả Kim Nghiên, tên trộm lái một chiếc xe không biển số. La Kiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên tay người ngồi ghế phụ có cầm một chiếc thiết bị dò tìm Bluetooth, anten vươn ra ngoài cửa sổ. Loại thiết bị dò tìm Bluetooth này có thể dò tìm dữ liệu mở khóa của tất cả các loại khóa từ xa. Sau đó thông qua phát lại tấn công là có thể dễ dàng bẻ khóa mật khẩu kết sắt của Giả Kim Nghiên. Do tiểu thuyết của Giả Kim Nghiên bán rất chạy, hơn nữa cách viết bằng máy chữ cổ của cô rất độc đáo, nhà xuất bản đã mua bảo hiểm cho bản thảo tiểu thuyết của Giả Kim Nghiên với giá 10 triệu tệ. Diệp Giai phân tích, nghi phạm có thể là nhà xuất bản lậu, nền tảng cạnh tranh hoặc người hâm mộ, bởi vì tất cả bọn họ đều là những người hưởng lợi tiềm năng. Diệp Giai còn nghi ngờ Giả Kim Nghiên vì muốn nhận tiền bồi thường bảo hiểm kích xù nên đã tự đạo diễn vụ trộm này. Giang Hạo cảm thấy không thể nào, anh ta nghe được từ một tên côn đồ có máu mặt trong giới giang hồ rằng đã 3-4 ngày rồi không thấy tên trộm Thạch Lỗi xuất hiện. La Kiên dẫn Giang Hạo lần theo manh mối tìm đến nhà Thạch Lỗi không có nhà. Chủ nhà mở cửa, La Kiên và Giang Hạo vào trong kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện quần áo giặt trong máy giặt đều đã bốc mùi chua, chứng tỏ Thạch Lỗi đã nhiều ngày không về nhà. La Kiên khẳng định hắn ta có vấn đề nên mới lẩn trốn. Lưu Song gọi điện báo cáo cho La Kiên, Giả Kim Nghiên đã công khai việc bản thảo mối tình Hoa Sương bị đánh cắp trên TV. Cô khẩn thiết van xin kẻ trộm trả lại bản thảo, hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chúng. La Kiên xem tin tức về Giả Kim Nghiên, đột nhiên ý thức được mình đã điều tra sai hướng. Mục tiêu của kẻ trộm căn bản không phải là bản thảo, hắn ta muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của Giả Kim Nghiên trong xã hội để làm lớn chuyện. Một mặt có thể đánh lạc hướng cảnh sát, mặt khác cũng để tự bảo vệ mình. Trang Văn Kiệt xem tin tức trên TV, suy nghĩ của cậu trùng khớp với La Kiên. Cả hai đều cho rằng kẻ trộm còn lấy đi thứ gì đó quan trọng hơn. La Kiên xem đi xem lại đoạn video giám sát cảnh Đinh Sinh Hỏa và Trang Văn Kiệt gặp nhau, cảm thấy cả hai đều có gì đó không đúng lắm. Liền bảo Diệp Giai trích xuất tất cả chữ số nốt nhạc trong đoạn kinh kịch mà Đinh Sinh Hỏa hát, bảo Giang Hạo sắp xếp lại các chữ cái pinyin trong đoạn hát đó theo một trật tự khác. La Kiên suy nghĩ miên man về ý nghĩa của câu hát, đột nhiên phát hiện ra Đinh Sinh Hỏa đã nói rõ thời gian chính xác đánh cắp bức hoa súng trong lời bài hát. Anh vui mừng khôn xiết, muốn tìm kiếm kế hoạch tiếp theo của Đinh Sinh Hỏa từ đó. La Kiên cẩn thận nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong đoạn hát đó, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. La Kiên xem lại video Đinh Sinh Hỏa và Trang Văn Kiệt gặp nhau, phát hiện Đinh Sinh Hỏa đã dùng ngón út gõ mật mã mâu để truyền tín hiệu cho Trang Văn Kiệt. La Kiên lập tức quyết định bảo Phùng Đại Chí đến thay Lưu Song, để Trang Văn Kiệt lơ là cảnh giác. Trang Văn Kiệt trằn trọc không ngủ được, nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi phạm lỗi, cậu đều không chịu nhận, còn dùng mật mã mâu để trao đổi với Trang Diệu Bách, lừa gạt mẹ. Cảnh sát giăng lưới, cuối cùng cũng tóm gọn được Thạch Lỗi. La Kiên lập tức tiến hành thẩm vấn hắn ta. Giang Hạo gọi điện kêu Lưu Song đi, Trang Văn Kiệt nhân cơ hội lẻn ra khỏi bệnh viện. Phùng Đại Chí vội vàng báo cáo cho La Kiên, Thạch Lỗi khai nhận có một người đeo mặt nạ đầu heo đến tìm hắn ta, ép hắn ta mở két sắt nhà Giả Kim Nghiên, còn gắn bom hẹn giờ lên cổ hắn ta, đồng thời sai một kỹ sư công nghệ phối hợp hành động. Thạch Lỗi khai nhận bọn họ không chỉ lấy đi bản thảo của Giả Kim Nghiên, mà còn lấy một thiết bị có màn hình và bàn phím từ trong két sắt, sao chép toàn bộ dữ liệu bên trong. Thạch Lỗi khai thêm, sau khi xong việc đã cất bản thảo vào tủ đồ số 9527 trong phòng thay đồ nam ở bể bơi Trục Lãng. Trang Văn Kiệt đã sớm phát hiện Phùng Đại Chí theo dõi mình, cậu cố tình đi đường vòng đến cửa hàng tiện lợi cách đó 2 cây số mua một đống đồ ăn vặt rồi mới quay về bệnh viện. La Kiên gọi điện cho Phùng Đại Chí, Phùng Đại Chí thuật lại toàn bộ hành tung của Trang Văn Kiệt. La Kiên đoán Trang Văn Kiệt đã phát hiện ra Phùng Đại Chí theo dõi mình nên mắng cho Phùng Đại Chí một trận. La Kiên dẫn Lưu Song đến bể bơi Trục Lãng, lấy được bản thảo tiểu thuyết của Giả Kim Nghiên trong tủ đồ ở phòng thay đồ nam. Đinh Sinh Hỏa dùng mật mã mâu bảo Trang Văn Kiệt đến phòng thay đồ nam của bể bơi lấy một thứ. Trang Văn Kiệt phát hiện Phùng Đại Chí theo dõi nên đành phải quay về bệnh viện. Cậu đến phòng y tá gọi điện thoại cho Tôn Chí Kiên. Phùng Đại Chí lập tức báo cáo cho La Kiên. La Kiên lập tức phái người điều tra xem Trang Văn Kiệt gọi điện thoại cho ai. Sáng sớm, Lưu Song đến bệnh viện đưa cơm, thấy Tôn Chí Kiên cũng ở đó. Tối qua anh ta nhận được điện thoại của Trang Văn Kiệt nên đã mang một chiếc vali lớn đến bệnh viện từ tối qua. Lưu Song bảo Phùng Đại Chí về nghỉ ngơi trước, cô vào phòng đưa bữa sáng cho Trang Văn Kiệt. Tôn Chí Kiên khẳng định Trang Văn Kiệt là nội gián của cảnh sát, tò mò hỏi trong vali lớn chứa gì. Trang Văn Kiệt đánh trống lảng, Tôn Chí Kiên tưởng đó là đạo cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ nên không hỏi thêm nữa. La Kiên và Giang Hạo trả lại bản thảo cho Giả Kim Nghiên, biết được thiết bị giống điện thoại di động trong két sắt là của chồng cô, Tôn Đồng Phương. Sáng nay Tôn Đồng Phương đã mang theo thiết bị đó đi làm. Giang Hạo điều tra được Tôn Đồng Phương làm việc tại công ty Thanh An, công ty này chuyên kinh doanh thiết bị an ninh, Tôn Đồng Phương phụ trách công việc nghiên cứu và phát triển kỹ thuật.
Tôn Chí Kiên ngủ gật trên giường bệnh, Trang Văn Kiệt lén lấy điện thoại của anh ta, dùng vân tay của anh ta mở khóa thành công. Trang Văn Kiệt trốn vào nhà vệ sinh định gọi điện cho La Kiên, nhưng đột nhiên nhớ đến khuôn mặt nham hiểm, xảo quyệt của Đinh Sinh Hỏa. Cậu như nghe thấy tiếng Đinh Sinh Hỏa thúc giục mình mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đành phải dùng điện thoại tìm kiếm địa chỉ của bể bơi. La Kiên tìm đến Tôn Đồng Phương, được biết thiết bị có màn hình và bàn phím đó là hệ thống phân phối khóa. Mỗi lần hệ thống cập nhật khóa đều cần thiết bị này phân phối cho các công ty khách hàng. Chỉ cần khách hàng nhận được khóa mới thì hệ thống an ninh mới hoạt động bình thường. Để phòng hờ, Tôn Đồng Phương luôn mang theo thiết bị này bên mình, về đến nhà là cất vào két sắt. Tôn Đồng Phương biết được kẻ trộm đã sao chép toàn bộ dữ liệu trong thiết bị này thì sững sờ. Bác sĩ thông báo Trang Văn Kiệt chỉ cần kiểm tra chức năng phổi thêm một lần nữa là có thể xuất viện. Tôn Chí Kiên dẫn Trang Văn Kiệt đi kiểm tra. Lưu Song lén vào phòng bệnh, định mở vali của Trang Văn Kiệt ra, nhưng thử nhiều lần vẫn không đoán ra được mật mã. Tôn Chí Kiên xếp hàng giúp Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt đột nhiên nhớ đến Lưu Song vẫn còn ở đó, lo lắng cô nhìn thấy thứ trong vali, liền xách chai truyền dịch chạy một mạch về phòng bệnh. Trang Văn Kiệt vội vã chạy về phòng bệnh, thấy Lưu Song đang ngồi gọt táo, cậu liền nói dối là bị đau bụng, Lưu Song đành phải đi ra ngoài. Trang Văn Kiệt vội vàng vào nhà vệ sinh, kiểm tra thiết bị trên trần nhà vẫn còn nguyên vị trí mới yên tâm phần nào. La Kiên triệu tập cuộc họp phân tích vụ án, tổ trưởng Mã trực tiếp mô phỏng hậu quả của việc hệ thống khóa của công ty Thanh An bị tấn công, tất cả thiết bị do công ty Thanh An thiết kế sẽ đều bị tê liệt, hậu quả khôn lường. Diệp Giai điều tra được công ty Thanh An có hợp tác với hai mảng lớn là tài chính và ngoại thương, trong đó bao gồm rất nhiều doanh nghiệp và công ty. Công ty Thanh An đang gấp rút nâng cấp hệ thống khóa, nhưng cần 12 tiếng đồng hồ, mà giờ chỉ còn lại 7 tiếng đồng hồ nữa. La Kiên lo lắng bọn trộm sẽ nhân cơ hội này ra tay, liền phái Giang Hạo đi lấy danh sách tất cả khách hàng của công ty Thanh An. Lưu Song không rời Trang Văn Kiệt nửa bước, Đinh Sinh Hỏa nhắc nhở Trang Văn Kiệt phải đến địa điểm đã hẹn trước 12 giờ đêm nay. Cậu sốt ruột như kiến bò chảo nóng, Tôn Chí Kiên định gọi điện thoại cho Lâm Chỉ Duyệt đến. Trang Văn Kiệt không muốn cô bị liên lụy nên đã ra sức ngăn cản. La Kiên nhận điện thoại của Lưu Song, biết được tâm trạng Trang Văn Kiệt bất ổn liền lập tức đến bệnh viện, trả lại điện thoại và dây chuyền cho Trang Văn Kiệt. La Kiên nhân cơ hội này khuyên Trang Văn Kiệt gia nhập đội ngũ cảnh sát để phát huy hết khả năng của mình. Lưu Song điều tra được Tôn Chí Kiên là cao thủ máy tính, cô hết lời dò hỏi, ép anh ta nói ra thứ trong vali lớn của Trang Văn Kiệt. Tôn Chí Kiên cũng không biết bên trong chứa gì, chỉ biết chiếc vali này vẫn luôn được đặt trong phòng sinh hoạt chung. Lưu Song dụ dỗ Tôn Chí Kiên, cuối cùng anh ta khai nhận chuyện lấy trộm máy tính của bạn cùng phòng Trang Văn Kiệt là do anh ta làm. Anh ta muốn đổi phần cứng của chiếc máy tính mới đó cho máy tính của mình, kết quả bị Trang Văn Kiệt phát hiện, Trang Văn Kiệt đã trả lại máy tính. Lưu Song thuật lại toàn bộ những gì Tôn Chí Kiên đã khai nhận cho La Kiên. Cô cảm thấy nhân phẩm của Trang Văn Kiệt không tệ, sẽ không cấu kết với Đinh Sinh Hỏa làm chuyện xấu. La Kiên bảo cô ở lại bệnh viện cho đến khi Trang Văn Kiệt xuất viện, Lưu Song kêu khổ không dứt. Trang Văn Kiệt hỏi Tôn Chí Kiên về nội dung cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lưu Song. Tôn Chí Kiên thành thật trả lời, Trang Văn Kiệt lập tức cảnh giác. La Kiên phái người phác thảo chân dung kỹ sư, sau đó tìm kiếm thông tin của những người có ngoại hình giống với bức chân dung, mang đến cho Thạch Lỗi nhận diện. Thạch Lỗi liếc mắt một cái đã nhận ra Từ Vĩ chính là kỹ sư phối hợp với hắn ta mở két sắt nhà giả Kim Nghiên. Diệp Giai nhanh chóng điều tra ra thân phận của Từ Vĩ. Từ Vĩ là một lập trình viên rất nổi tiếng. Mấy ngày trước, Từ Vĩ xin vợ nghỉ phép để đi công tác xa nhà, đến nay vẫn bật vô âm tín. La Kiên nghi ngờ anh ta bị bọn trộm ép buộc. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của La Kiên, tên đeo mặt nạ đầu heo đã khống chế Từ Vĩ, gắn thiết bị nổ hẹn giờ lên người anh ta, ép anh ta giải mã hệ thống khóa của công ty Thanh An. Phùng Đại Chí dẫn các cảnh sát đến từng công ty trong số 28 công ty của tập đoàn Thanh An để tìm hiểu, nhất thời chưa điều tra ra được mục tiêu tiếp theo của bọn trộm. Mà giờ chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa, La Kiên dẫn các cảnh sát lần lượt liệt kê, sau đó loại trừ từng cái một. Trang Văn Kiệt cũng phân tích kỹ lưỡng hệ thống an ninh của 28 công ty và cửa hàng, lần lượt loại trừ, cuối cùng khóa mục tiêu là Bách Hóa Long Hồ. La Kiên và các cảnh sát hợp sức điều tra, cuối cùng chỉ còn lại Đá Quý Bảo Vân và Bách Hóa Long Hồ. Tổ trưởng Mã nhận được tin từ công ty Thanh An, bọn họ đã xác định được mục tiêu ở gần hồ chứa nước. La Kiên phái Phùng Đại Chí dẫn người đến điều tra. Qua nỗ lực của các kỹ thuật viên, hệ thống khóa của công ty Thanh An cuối cùng cũng được nâng cấp. La Kiên không dám lơ là, lo lắng bọn trộm sẽ ra tay với hai công ty kia. Từ Vĩ không giải mã được hệ thống khóa của công ty Thanh An trong thời gian quy định, nhưng anh ta đã cải mã độc vào hệ thống an ninh của Bách Hóa Long Hồ. Tên đeo mặt nạ đầu heo rất hài lòng với anh ta, Từ Vĩ sợ toát mồ hôi lạnh. Tên đeo mặt nạ đầu heo xác nhận với Từ Vĩ khóa của Đá Quý Bảo Vân đã bị bẻ khóa, hắn ta lập tức gọi điện thông báo cho đồng bọn hành động. Tất cả đều đeo mặt nạ đầu heo xuất phát. La Kiên bảo Giang Hạo thông báo cho Đá Quý Bảo Vân và Bách Hóa Long Hồ tăng cường phòng bị, nhưng anh vẫn không yên tâm. Trang Văn Kiệt đột nhiên gọi điện thoại cho La Kiên, cậu cũng suy đoán hai công ty này rất có thể là mục tiêu tiếp theo của bọn trộm. Bách Hóa Long Hồ mỗi ngày có doanh thu hơn 1 triệu tệ, hôm nay lại là cuối tuần, trong két sắt của phòng tài vụ đang cất giữ doanh thu của 3 ngày. Nhưng nhân viên làm việc đến tận rạng sáng, siêu thị ở tầng dưới đã bắt đầu nhập hàng từ 2 giờ sáng, thời gian dành cho nghi phạm quá ít. Đá Quý Bảo Vân là tòa nhà văn phòng của công ty, trưng bày đều là hàng mẫu, Trang Văn Kiệt suy đoán gần đây Đá Quý Bảo Vân có cất giữ đồ vật quý giá. La Kiên đột nhiên phát hiện ra Đá Quý Bảo Vân vừa mới nâng cấp hệ thống an ninh, anh đoán trong tòa nhà văn phòng có cất giữ đồ vật quý giá.
Giang Hạo gọi điện thoại liên lạc với người phụ trách của Đá Quý Bảo Vân. Được biết bọn họ vừa mới nhập một lô kim cương thô Nam Phi trị giá 10 triệu tệ, đang được cất giữ trong két sắt ở phòng tài vụ. Giang Hạo đã thông báo cho cảnh sát khu vực đến bố trí phòng thủ. La Kiên điều động toàn bộ cảnh sát đến Đá Quý Bảo Vân, đồng thời gọi điện thoại gọi cả Lưu Song đến. Sau khi xác nhận Tôn Chí Kiên đã ngủ say, Trang Văn Kiệt bèn cải trang, đeo thiết bị, lén lút rời khỏi bệnh viện. Bốn tên đeo mặt nạ đầu heo đến tòa nhà văn phòng của Đá Quý Bảo Vân, bọn chúng nhanh chóng tìm được phòng tài vụ. Một tên cảm thấy camera giám sát trên trần nhà có gì đó không đúng lắm nên đã trèo lên ghế, xoay camera đi chỗ khác. Cảnh sát khu vực và bảo vệ sau đó chạy đến, bọn chúng sợ hãi vội vàng trốn đi. Cảnh sát không phát hiện ra điều gì bất thường nên đã rời khỏi phòng tài vụ. Tổ trưởng Mã nhanh chóng xác định được vị trí từ vĩ tấn công hệ thống khóa, đó là một căn hộ trong khu dân cư. Tổ trưởng Mã dẫn Phùng Đại Chí và các đồng nghiệp phục kích trước cửa nhà, sau đó gọi điện báo cáo cho La Kiên. La Kiên dặn dò Phùng Đại Chí lần này nhất định phải bắt sống kẻ chủ mưu. La Kiên dẫn người đến Đá Quý Bảo Vân, giám đốc Hoàng của Đá Quý Bảo Vân cũng vội vàng đến nơi. La Kiên chia làm 4 nhóm, canh giữ 4 lối ra vào của tòa nhà, sau đó cùng giám đốc Hoàng đến phòng tài vụ. 4 tên đeo mặt nạ đầu heo phân công rõ ràng, nhanh chóng mở két sắt của phòng tài vụ, lấy đi tiền mặt và kim cương thô bên trong, sau đó men theo đường cũ, thoát ra ngoài bằng cửa thông gió. Giám đốc Hoàng dẫn La Kiên đến phòng tài vụ, vừa nhìn đã phát hiện ra camera bị dịch chuyển. Giám đốc Hoàng nôn nóng muốn xông vào xem két sắt, La Kiên lo lắng có nguy hiểm, bèn dẫn Giang Hạo vào kiểm tra tình hình trước. Phát hiện kim cương thô và tiền mặt trong két sắt đã bị đánh cắp, giám đốc Hoàng sợ hãi đến mức ngã khuỵu xuống đất. La Kiên dẫn người kiểm tra kỹ lưỡng tòa nhà, phát hiện bọn trộm đã đột nhập từ cửa thông gió trên trần nhà, lập tức thông báo cho các nhóm kiểm tra gắt gao những nơi có thể ẩn nấp. Trang Văn Kiệt bắt taxi đến bể bơi Trục Lãng, làm theo lời Đinh Sinh Hỏa, tìm đến tủ đồ số 9527, lấy ra một chiếc vali mật mã. Trang Văn Kiệt vừa định rời đi thì bị một người phụ nữ bịt kín mít chặn lại. Trang Văn Kiệt đoán cô ta là người của Đinh Sinh Hỏa, bèn hỏi cô ta về sự thật đằng sau bức ảnh. Người phụ nữ cảnh cáo Trang Văn Kiệt đừng điều tra thêm nữa, biết càng nhiều càng nguy hiểm, đồng thời ép Trang Văn Kiệt giao vali ra. Trang Văn Kiệt kiên quyết không chịu, hai người giằng co, Trang Văn Kiệt dần dần đuối sức bị đẩy xuống bể bơi. Người phụ nữ xách vali bỏ đi, Trang Văn Kiệt lập tức bắt taxi về bệnh viện. La Kiên dẫn người đến bãi đậu xe ngầm, từ xa đã thấy ba tên đeo mặt nạ đầu heo chui ra từ cửa thông gió, bèn đuổi theo vây bắt. Ba tên nhanh chóng bị tóm gọn, tên còn lại bị chặn trong đường thông gió, không còn đường lui nên đành ngoan ngoãn quy hàng. Đinh Sinh Hỏa rất cảnh giác, hắn ta giấu ngón út gõ mật mã mâu truyền tin cho Trang Văn Kiệt. Tổ trưởng Mã xem đi xem lại động tác tay của hắn ta, chỉ đoán ra được vài câu chữ rời rạc rồi gửi vào điện thoại của La Kiên. La Kiên sâu chuỗi những thông tin đó lại với nhau, nghi ngờ Đinh Sinh Hỏa đang giao nhiệm vụ cho Trang Văn Kiệt, liền dẫn Giang Hạo và Lưu Song đến bệnh viện tìm Trang Văn Kiệt ngay trong đêm. Trang Văn Kiệt bắt taxi về đến bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy La Kiên, Giang Hạo và Lưu Song chuẩn bị lên thang máy. Trang Văn Kiệt đi thang máy khác lên sân thượng, đu dây xuống dưới, cậu phải chạy đua với thời gian, quay về phòng bệnh trước La Kiên. Y tá đến kiểm tra phòng, thấy cửa phòng Trang Văn Kiệt bị khóa, vội vàng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. La Kiên dẫn Lưu Song và Giang Hạo sau đó chạy đến, phát hiện Trang Văn Kiệt không có trên giường bệnh. Tôn Chí Kiên đang ngủ say sưa trên ghế sofa, La Kiên vội vàng gọi Tôn Chí Kiên dậy. Anh ta ngủ li bì đến tận bây giờ, hoàn toàn không biết Trang Văn Kiệt không có trong phòng. Trang Văn Kiệt từ nhà vệ sinh đi ra, cậu lấy cớ là đang tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Y tá liên tục nhắc nhở không được khóa cửa phòng bệnh. La Kiên phát hiện cửa sổ nhà vệ sinh đang mở, vội vàng chạy đến đóng lại. Trang Văn Kiệt vội vàng ngăn anh lại, sợ anh nhìn thấy sợi dây thừng bên ngoài. Y tá đo huyết áp cho Trang Văn Kiệt, phát hiện nhịp tim cậu đập nhanh, huyết áp cao. Trang Văn Kiệt giải thích là do nước tắm lúc nãy quá nóng. La Kiên sinh nghi, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, đành phải dẫn người rời đi. Trang Văn Kiệt cất sợi dây thừng vào vali dưới gầm giường. Cậu trằn trọc trên giường, đến tối lại bò dậy, lấy dấu vân tay và mống mắt đã lấy được từ tủ đồ trong phòng thay đồ ở bể bơi ra. Thực ra người phụ nữ bí ẩn đó chỉ cướp được một chiếc vali rỗng. Khi Trang Văn Kiệt lấy đồ, nghe thấy tiếng giày cao gót của người phụ nữ, cậu đã lấy đồ trong vali ra, cầm theo chiếc vali rỗng bước ra ngoài. Sau khi người phụ nữ cướp vali, Trang Văn Kiệt mới lấy dấu vân tay và mống mắt. Lưu Song và Giang Hạo đều không cam tâm, La Kiên cũng khẳng định giữa Đinh Sinh Hỏa và Trang Văn Kiệt có uẩn khúc, trừ phi Trang Văn Kiệt tự mình thừa nhận, còn không thì tạm thời chưa tìm được bằng chứng buộc tội cậu. Phùng Đại Chí bắt 5 tên đeo mặt nạ đầu heo về đồn cảnh sát, anh ta gọi điện thoại thông báo cho La Kiên. La Kiên quay về thẩm vấn bọn chúng suốt đêm. Trang Văn Kiệt tìm kiếm trên mạng, biết được tập đoàn Thanh An đã áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, lần đầu tiên đưa công nghệ nhận dạng dấu vân tay và mống mắt vào thiết kế khóa bảo hiểm. Người phụ nữ bí ẩn phát hiện vali rỗng, lập tức báo cáo cho kẻ chủ mưu, nghi ngờ Đinh Sinh Hỏa giở trò. Chỉ có rồi mới nắm giữ công nghệ dấu vân tay và mống mắt, hơn nữa hắn ta và Đinh Sinh Hỏa là liên lạc đơn tuyến. Kẻ chủ mưu khẳng định Đinh Sinh Hỏa không dám làm vậy. Người phụ nữ muốn cướp lại thứ từ tay Trang Văn Kiệt, kẻ chủ mưu vội vàng ngăn cản, bảo cô ta thực hiện phương án dự phòng, hứa sau khi thành công sẽ thực hiện lời hứa với cô ta, người phụ nữ mới miễn cưỡng đồng ý. La Kiên gọi Từ Vĩ đến, bảo anh ta nhận diện xem ai là kẻ đã ép anh ta giải mã hệ thống khóa trong số 5 nghi phạm này. Từ Vĩ lần lượt phủ nhận, anh ta nhớ rất rõ, người đó thấp và gầy. Lúc đó, Từ Vĩ đã cẩn thận ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa hai người.
La Kiên phái người thẩm vấn năm tên đó, bọn chúng khai nhận giống hệt nhau, đều khai là nhận sự nhờ vả của người khác đến trộm kim cương thô, nhưng chưa từng gặp mặt người đứng sau. La Kiên bảo Diệp Giai khôi phục lại giọng nói trong đoạn ghi âm, không ngờ đối phương lại là một người phụ nữ. La Kiên cảm thấy vụ đột nhập hệ thống an ninh của tập đoàn Thanh An, vụ trộm bản thảo của Giả Kim Nghiên và vụ trộm cắp đá quý Bảo Vân là do cùng một nhóm người gây ra, liền quyết định hợp nhất ba vụ án này để điều tra. La Kiên khẳng định mục tiêu của người phụ nữ bí ẩn đó không phải là kim cương thô, hơn nữa Từ Vĩ khai rằng người phụ nữ đó đã từng thao tác trên máy tính. La Kiên nghi ngờ cô ta đã sửa đổi dữ liệu quan trọng, Diệp Giai chủ động xin đi điều tra lại công ty Thanh An một lần nữa, La Kiên bảo cô dẫn theo Từ Vĩ. Sau khi được bác sĩ đồng ý, hôm nay Trang Văn Kiệt xuất viện, Lưu Song gọi điện báo cáo cho La Kiên, La Kiên bảo cô lập tức trở về đội. Trang Văn Kiệt bảo Lưu Song lái xe đưa cậu và Tôn Chí Kiên về trường, Lưu Song đành phải đồng ý. La Kiên và Diệp Giai dẫn Từ Vĩ đến công ty Thanh An một lần nữa, được biết công ty Thanh An vừa mới thành lập công ty bảo an vệ đạt. La Kiên hỏi thăm giám đốc Tôn về tình hình của công ty bảo an cũng như quy trình làm việc nghiêm ngặt. Giám đốc Tôn nhiều lần nhấn mạnh công ty chỉ phục vụ khách hàng cao cấp. Lâm Chỉ Duyệt và bạn thân đến bệnh viện thăm Trang Văn Kiệt, đến nơi mới biết cậu đã xuất viện. Bạn thân gọi điện thoại trách móc Tôn Chí Kiên. Trang Văn Kiệt vội vàng nghe điện thoại, hứa sẽ gặp Lâm Chỉ Duyệt ở trường, Lưu Song trêu chọc Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt đột nhiên chuyển chủ đề sang ba vụ án gần đây. Cậu cho rằng việc bọn trộm đánh cắp bản thảo của Giả Kim Nghiên và trộm cắp trang sức chỉ là màn che mắt. Mục tiêu thực sự là công ty Thanh An, đồng thời ám chỉ bọn trộm đã lợi dụng công nghệ cao về võng mạc để phạm tội. Lưu Song chê cười cậu là nằm mơ giữa ban ngày. Trang Văn Kiệt không tiện nói rõ, bảo cô chuyển lời cho La Kiên, hãy tập trung điều tra mảng kinh doanh của công ty Thanh An. Người phụ nữ bí ẩn Lý Thục Đình bắt đầu thực hiện phương án dự phòng, cô ta tạo cho mình một thân phận mới trong đêm, biến thành Tô Tử Di, người giám sát của công ty vệ đạt thuộc công ty Thanh An. Sáng sớm hôm sau, Tô Tử Di giả mạo mang theo bảo vệ đến thực hiện nhiệm vụ áp tải, sử dụng thẻ nhân viên giả do mình làm ra để vượt qua kiểm tra an ninh, lấy hàng lên xe. La Kiên suy nghĩ miên man rất lâu, cảm thấy nhân viên áp tải hàng hóa của công ty vệ đạt rất khả nghi. La Kiên sơ chuỗi lại các manh mối đã nắm được, anh và Giang Hạo sau khi phân tích kỹ lưỡng, nghi ngờ mục đích người phụ nữ bí ẩn ép Từ Vĩ xâm nhập vào hệ thống của công ty Thanh An là để sửa đổi thông tin nhận dạng của nhân viên áp tải. Giám đốc Tôn tiết lộ nhiệm vụ áp tải hôm nay là do Ôn Nguyên Chính, tổng giám đốc tập đoàn Ôn Hoa ủy thác, hộ tống dây chuyền nước mắt thần trăng đến địa điểm tổ chức hôn lễ. La Kiên nhớ đến Đinh Sinh Hỏa đã từng nhắc đến sợi dây chuyền này. Từ Vĩ khôi phục lại toàn bộ quá trình tấn công hệ thống, phát hiện ra người phụ nữ bí ẩn đó đã sửa đổi hai gói dữ liệu, trong đó có một gói là bảng thông tin của Tô Tử Di, người giám sát công ty vệ đạt. Tô Tử Di là nhân viên của công ty Thanh An, nhưng ảnh trên thông tin nhận dạng không phải là cô ta. Nhân viên công ty nhận ra Tô Tử Di giả mạo đã vượt qua kiểm tra an ninh, hiện đang ở trên xe áp tải số 3. Giám đốc Tôn sợ toát mồ hôi lạnh, bèn cho người điều tra, được biết xe áp tải đang trên đường đến tòa nhà Thông Hòa. La Kiên lái xe chở giám đốc Tôn đến đó để chặn đường. La Kiên gọi điện thoại thông báo cho Lưu Song đến tòa nhà Thông Hòa. Lưu Song bỏ Trang Văn Kiệt và Tôn Chí Kiên lại giữa đường. Trang Văn Kiệt bảo Tôn Chí Kiên mang hành lý về trường, cậu bắt taxi đến tòa nhà Thông Hòa. Hôm nay là ngày vui của Ôn Nguyên Chính, ông ta muốn tặng sợi dây chuyền nước mắt thần trăng trị giá 6 triệu tệ cho người vợ mới cưới làm quà. Để đề phòng bất trắc, ông ta đã đặc biệt đặt làm một chiếc vali mật mã mở khóa bằng vân tay từ công ty Thanh An. Xe áp tải số 3 đến tòa nhà Thông Hòa an toàn. Lý Thục Đình xách vali lên lầu, để túi xách lại trên xe áp tải. Bên trong túi xách có dấu thiết bị gây nhiễu sóng tín hiệu. Giám đốc Tôn cho người liên lạc với tài xế xe áp tải, nhưng tài xế hoàn toàn không nhận được tin nhắn. Giám đốc Tôn tin chắc Tô Tử Di giả mạo không thể lấy cắp dây chuyền, bởi vì nếu có người cố tình mở vali bằng ngoại lực, vali sẽ phát ra âm thanh báo động lên đến 120 decibel. Lý Thục Đình xách vali đến gặp Ôn Nguyên Chính, xác minh thông tin nhận dạng của ông ta, sau đó bảo cô dâu Thượng Tiểu Thư dùng vân tay mở vali. Thượng Tiểu Thư nhìn thấy nước mắt thần trăng thì mừng rỡ khôn xiết. Lý Thục Đình chủ động đeo dây chuyền cho Thượng Tiểu Thư, còn kéo rèm cửa lại để xem hiệu ứng phát sáng của sợi dây chuyền. Ôn Nguyên Chính phát hiện dây chuyền không hề phát sáng, bèn bảo nhân viên bật đèn lên, lúc này mới phát hiện ra Lý Thục Đình đã khóa cửa từ bên ngoài, cô ta đã cao chạy xa bay. Ôn Nguyên Chính lập tức cho người đi bắt Lý Thục Đình. Lý Thục Đình đã đánh cháo nước mắt thần trăng khi đeo dây chuyền cho Thượng Tiểu Thư. Cô ta vào nhà vệ sinh, thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, ung dung đi thang máy xuống lầu. Lưu Song vội vàng đến tòa nhà Thông Hòa, Trang Văn Kiệt cũng đến ngay sau đó. Cậu nhìn thấy Lý Thục Đình bước ra từ thang máy, cảm thấy cô ta rất giống người phụ nữ bí ẩn đã gặp ở bể bơi nên đã đuổi theo. Lý Thục Đình xuống bãi đậu xe ngầm, lái xe mô tô bỏ chạy. La Kiên nhanh chóng đến tòa nhà Thông Hòa, một người phụ nữ lái xe mô tô khiêu khích anh ở phía xa. La Kiên vội vàng đuổi theo, Lý Thục Đình phóng xe chạy mất. Trang Văn Kiệt bắt taxi đuổi theo Lý Thục Đình, La Kiên và Phùng Đại Chí cũng lái xe đuổi theo. Lý Thục Đình lái xe mô tô lao vun vút trên đường, đột nhiên quay đầu xe chạy vào đường nhỏ. Cô ta lái xe đến khu ổ chuột, luồn lách qua các con phố để trốn tránh sự truy đuổi. Trang Văn Kiệt mở bản đồ tìm lối ra. Lý Thục Đình lái xe qua ngã tư thì bị một chiếc ô tô lao tới đâm phải. Cô ta cố tình ném mũ bảo hiểm về hướng ngược lại, sau đó tập tễnh chạy đến công trường, thay bộ quần áo công nhân, trà trộn vào đó. La Kiên dẫn người đuổi theo hướng mũ bảo hiểm, kết quả phát hiện bị lừa, bèn quay lại công trường, chia nhau tìm kiếm Lý Thục Đình. Trang Văn Kiệt nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Lý Thục Đình, chặn cô ta lại trên cầu thang.
Hứa sẽ đưa dấu vân tay và mống mắt cho cô ta, chỉ cần cô ta chịu nói ra câu chuyện đằng sau bức ảnh. Lý Thục Đình kiên quyết từ chối, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, Lý Thục Đình vội vàng chạy lên sân thượng, Trang Văn Kiệt đuổi theo, ép cô ta phải nhượng bộ. Lý Thục Đình biết mình khó thoát, khuyên Trang Văn Kiệt đừng nên nghĩ đến chuyện báo thù cho Trang Diệu Bách nữa, La Kiên dẫn người lên sân thượng. Lý Thục Đình nhân lúc không ai để ý, khống chế Trang Văn Kiệt, khuyên cậu hãy tránh xa kẻ chủ mưu đó ra, đừng điều tra thêm nữa, nếu không sẽ giống như cô ta. Lý Thục Đình nhìn thấy Cần Cẩu đang dần tiến lại gần, bèn đẩy Trang Văn Kiệt ra, nhảy lên túm lấy móc cẩu. Lý Thục Đình bám chặt lấy móc cẩu, nhưng do đuối sức nên nhanh chóng tuột tay. Thấy Lý Thục Đình sắp rơi xuống, Trang Văn Kiệt bất chấp nguy hiểm, lao đến túm lấy tay cô ta. Lý Thục Đình rất cảm động, từ trước đến nay chưa từng có ai vì cô ta mà bất chấp tính mạng của mình như vậy. Cô ta nhất quyết muốn đăng xuất, ra sức rẽ khỏi tay Trang Văn Kiệt, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Trang Văn Kiệt đứng không vững, suýt nữa bị kéo tuột xuống, may mà La Kiên kịp thời túm cậu lại. La Kiên nổi giận mắng cho Trang Văn Kiệt một trận, không cho phép cậu mạo hiểm nữa. Tổ trưởng Mã không tìm thấy dây chuyền nước mắt thần trăng trên người Lý Thục Đình. La Kiên điều động toàn bộ cảnh sát rà soát công trường. Lưu Song và Giang Hạo lục soát kỹ càng túi sách của Trang Văn Kiệt nhưng không tìm thấy sợi dây chuyền. Cảnh sát tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì. La Kiên đến gặp cục trưởng Triệu báo cáo tình hình. Cục trưởng Triệu mắng anh một trận, còn lôi cả sư phụ Phương Hải Trung của anh ra để nói. La Kiên không muốn nghe, thề sẽ sớm điều tra rõ chân tướng, sau đó bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Sáng sớm hôm sau, La Kiên phái người gọi Trang Văn Kiệt đến, bảo Giang Hạo đối chiếu lời khai của cậu. Trang Văn Kiệt bình tĩnh trả lời, kể lại chi tiết quá trình cậu gặp gỡ Lý Thục Đình. Giang Hạo không phát hiện ra điểm nào đáng ngờ. La Kiên xem đi xem lại đoạn video giám sát của khách sạn, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, muốn tìm ra nơi Lý Thục Đình giấu dây chuyền. La Kiên phát hiện Lý Thục Đình có gì đó không đúng. Cô ta hoàn toàn có thể tránh camera giám sát để xuống bãi đậu xe ngầm, lái xe bỏ trốn, nhưng cô ta lại cố tình đi qua sảnh lớn. La Kiên lập tức đến sảnh lớn, mô phỏng lại tuyến đường tẩu thoát của Lý Thục Đình hết lần này đến lần khác, cuối cùng tìm thấy sợi dây chuyền trong bể cá cảnh. La Kiên bối rối không hiểu mục đích của Lý Thục Đình là gì. Bức tranh hoa súng được gửi đến Đại học Thanh Thành để trưng bày, chứng minh Trang Văn Kiệt vô tội. Lâm Chỉ Duyệt rất vui, lập tức kéo cô bạn thân Vương Tuyết đến tham quan. Lâm Chỉ Duyệt muốn tạo bất ngờ cho Trang Văn Kiệt, Vương Tuyết trêu chọc cô quá để tâm đến Trang Văn Kiệt. Lâm Chỉ Duyệt và Trang Văn Kiệt là bạn học từ nhỏ, tận mắt chứng kiến cậu trải qua biết bao sóng gió. Sau khi Trang Diệu Bách rơi xuống nước mất tích, các bạn học xa lánh Trang Văn Kiệt, nhưng cậu không những không gục ngã mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Trang Văn Kiệt trở lại trường học, thái độ của các bạn học đối với cậu đã thay đổi 180 độ, ai nấy đều chào hỏi cậu. Lâm Chỉ Duyệt viết chữ trở lại trường học thật to lên bảng đen. Trang Văn Kiệt cảm ơn cô vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ mình. Lâm Chỉ Duyệt hy vọng sau này Trang Văn Kiệt đừng tự mình gánh chịu mọi chuyện nữa, hãy chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho cô. Trang Văn Kiệt vui vẻ đồng ý. Chớp mắt đã đến cuối tuần, Trang Văn Kiệt đến quán cơm hạng Tử Khẩu làm thêm. La Kiên đã đợi sẵn ở đó, muốn uống rượu với Trang Văn Kiệt. La Kiên coi Trang Văn Kiệt như bạn bè, liên tục cụng ly với cậu ba ly, khuyên cậu đừng mạo hiểm nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là học hành cho tốt. Trang Văn Kiệt nhận ra La Kiên có chuyện muốn nói. La Kiên muốn biết Lý Thục Đình đã nói gì với cậu trước khi đăng xuất, Trang Văn Kiệt ấp úng không chịu trả lời. Thực ra, có một người bí ẩn đã lấy sợi dây chuyền từ trong bể cá ra từ trước, còn chụp ảnh lại cẩn thận, sau đó mới ném sợi dây chuyền trở lại bể cá. Trang Văn Kiệt nói dối là không nhớ rõ Lý Thục Đình đã nói gì trước khi đăng xuất. La Kiên không tin cậu không nhớ được chữ nào. Trang Văn Kiệt nhất quyết không hé răng nửa lời. La Kiên bất lực, để lại tiền cơm rồi bỏ đi. Bà chủ khen La Kiên là người tốt, rất quan tâm đến Trang Văn Kiệt, khuyên cậu hãy trân trọng người bạn này. Trang Văn Kiệt rất áy náy, cậu đã giấu La Kiên rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói ra. Trang Văn Kiệt lấy bức ảnh chụp chung với Trang Diệu Bách ra xem, bất giác nhớ lại chuyện cũ. Không lâu sau khi Trang Diệu Bách rơi xuống nước mất tích, người của trại trẻ mồ côi đã đến đón cậu đi. Trang Văn Kiệt đang xem tài liệu vụ án năm xưa của cha mình thì Vương Tuyết đột nhiên đến tìm, ấp a ấp úng muốn nhờ cảnh sát giúp đỡ. Trang Văn Kiệt nhận ra cô có chuyện không muốn nói, nhưng Vương Tuyết ra sức che giấu, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Diệp Giai tìm chuyên gia thẩm định, xác định sợi dây chuyền tìm được trong bể cá là hàng thật. Tổ trưởng Mã và Diệp Giai điều tra ra tên thật của Tô Tử Di giả mạo là Lý Thục Đình, cô ta mang hộ chiếu Philippines, là nghi phạm của nhiều vụ trộm cắp trang sức ở Đông Nam Á, chưa từng thất bại, cho đến năm 2015 mới bị truy nã vì tội trộm cắp viên kim cương hàng đầu Thái Lan Bá Tước. 3 tháng trước, Lý Thục Đình đến Thanh Thành, thuê một căn hộ. La Kiên phái Phùng Đại Chí điều tra hành tung của Lý Thục Đình trong vòng 1 tháng qua. Diệp Giai phát hiện trên người Lý Thục Đình có rất nhiều vết sẹo cũ, suy đoán cô ta đã từng bị ngược đãi dã man khi còn nhỏ. La Kiên sâu chuỗi toàn bộ vụ án lại với nhau, nghi ngờ Đinh Sinh Hỏa là kẻ chủ mưu, liền dẫn Lưu Song đến thẩm vấn hắn ta một lần nữa. Nhưng sau khi ngồi rất lâu mà La Kiên vẫn không nói gì, Đinh Sinh Hỏa không nhịn được lên tiếng trước. La Kiên cảm ơn hắn ta vì đã cung cấp manh mối về sợi dây chuyền, đồng thời tiết lộ tin Lý Thục Đình đã đăng xuất. La Kiên gặng hỏi mối quan hệ giữa Đinh Sinh Hỏa và Lý Thục Đình, nhưng hắn ta nhất quyết không thừa nhận. Trang Văn Kiệt đến cục dân chính tìm kiếm di vật mà Trang Diệu Bách để lại trước khi đăng xuất, được biết những thứ đó đang được cất giữ tại công an quận Giang Bắc, liền đến đó.
cảnh sát phụ trách vụ án năm xưa thuật lại ngắn gọn quá trình Trang Diệu Bách rơi xuống nước. Sau đó, bọn họ đã cho người lặn tìm rất lâu nhưng không tìm thấy thi thể, nhưng có thể khẳng định Trang Diệu Bách đã đăng xuất. Trang Văn Kiệt làm thủ tục xong, lấy di vật của cha mình rồi rời đi. Đến tối muộn Trang Văn Kiệt mới về đến nhà, Tôn Chí Kiên vẫn luôn đợi cậu. Lâm Chỉ Duyệt liên lạc với Trang Văn Kiệt không được, bèn gọi vào điện thoại của Tôn Chí Kiên. Lâm Chỉ Duyệt tìm Vương Tuyết khắp nơi không thấy, lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Trang Văn Kiệt nhớ lại biểu hiện khác thường của Vương Tuyết hôm trước, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền dẫn Tôn Chí Kiên đi tìm người. Vương Tuyết không còn đường lui, cô ấy muốn nhảy lầu tự hủy nên đã một mình đến sân thượng tòa nhà Phương Đông. Lâm Chỉ Duyệt cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Vương Tuyết được. Vương Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng, nói lời từ biệt cuối cùng với Lâm Chỉ Duyệt rồi cúp máy. Trang Văn Kiệt nghe thấy tiếng chuông và tiếng gió rất lớn trong điện thoại, đoán được Vương Tuyết đang ở trên sân thượng tòa nhà Phương Đông. Cả ba người lập tức đến đó, nhưng đã quá muộn, Vương Tuyết đã gieo mình từ trên lầu cao xuống đất. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng Vương Tuyết vẫn không qua khỏi, qua đời. Lâm Chỉ Duyệt đau lòng khóc ngất, Trang Văn Kiệt không biết phải an ủi cô như thế nào. Sự việc nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các phóng viên vây kín cổng trường, hỏi hiệu trưởng về nguyên nhân Vương Tuyết nhảy lầu tự hủy. Hiệu trưởng trốn tránh không gặp, Lâm Chỉ Duyệt không tin Vương Tuyết tự hủy. Trang Văn Kiệt đành phải nói Vương Tuyết đã từng tìm cậu. Các bạn học phát hiện trên mạng xuất hiện ảnh khỏa thân của Vương Tuyết. La Kiên tìm Lâm Chỉ Duyệt tìm hiểu tình hình của Vương Tuyết, tiết lộ Vương Tuyết đã vay nặng lãi 3 triệu tệ. Lâm Chỉ Duyệt nghe xong vô cùng sửng sốt, gia đình Vương Tuyết khó khăn, nhưng cô ấy sống rất tiết kiệm. Lâm Chỉ Duyệt nhớ lại mấy ngày trước, Vương Tuyết cãi nhau với bạn trai quen trên mạng nên tâm trạng không tốt. Diệp Giai tăng ca, khôi phục dữ liệu điện thoại của Vương Tuyết, lập tức báo cáo cho La Kiên. Diệp Giai bẻ khóa dữ liệu điện thoại của Vương Tuyết, nhưng không tìm thấy ảnh của bạn trai cô ấy. Diệp Giai tìm thấy lịch sử trò chuyện giữa Vương Tuyết và bạn trai qua tài khoản mạng xã hội. La Kiên đọc từ đầu đến cuối, phát hiện ra mối quan hệ giữa Vương Tuyết và bạn trai đã rạn nứt, nghi ngờ bạn trai đã cưỡng bức cô ấy quan hệ tình dục. Nhân cơ hội đó chụp ảnh khỏa thân của cô ấy, sau đó vay nặng lãi 3 triệu tệ rồi ôm tiền bỏ trốn. La Kiên bảo Diệp Giai điều tra thông tin của bạn trai Vương Tuyết. Diệp Giai muốn đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của Vương Tuyết để truy ngược lại, kết quả phát hiện có người đang đăng nhập vào tài khoản của Vương Tuyết tại thư viện Đại học Thanh Thành. Diệp Giai nhanh chóng điều tra ra đó là Trang Văn Kiệt, Tôn Chí Kiên và Lâm Chỉ Duyệt. Ba người bọn họ đã dùng máy tính của Vương Tuyết để đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội. La Kiên tức giận, dẫn Lưu Song đến tìm bọn họ tính sổ. Trang Văn Kiệt muốn điều tra nguyên nhân sự ra đi của Vương Tuyết. Tôn Chí Kiên tìm thấy lịch sử trò chuyện giữa Vương Tuyết và một người đàn ông trên trang web đậu lại. Hai người bọn họ mới quen biết được vài ngày. Người đàn ông đó rất biết cách ăn nói, trò chuyện với Vương Tuyết rất hợp ý. Tôn Chí Kiên không tra được địa chỉ và thông tin của người đàn ông đó. Trang Văn Kiệt bảo anh ta tìm địa chỉ email của người đàn ông đó. Trang Văn Kiệt kiểm tra kỹ lưỡng email của người đàn ông đó, bên trong ngoài thư rác ra thì không có manh mối nào có giá trị. Trang Văn Kiệt đột nhiên nhìn thấy email xác nhận đăng ký thành viên của bể bơi Trục Lãng, cậu nhớ đến Đinh Sinh Hỏa đã bảo mình đến đó lấy dấu vân tay và mống mắt. Trang Văn Kiệt không muốn rắc rối nên đã giấu Tôn Chí Kiên và Lâm Chỉ Duyệt chuyện này. La Kiên dẫn Lưu Song đến thư viện, không cho phép Trang Văn Kiệt nhúng tay vào vụ án của Vương Tuyết nữa. Trang Văn Kiệt phân tích nghi phạm rất am hiểu tâm lý xã hội, thông qua phân tích dữ liệu lớn đã nắm được sở thích và thói quen của Vương Tuyết, sau đó lấy lòng, chiếm được cảm tình của cô ấy. Trang Văn Kiệt đề nghị điều tra theo hướng này. La Kiên không cho phép cậu nhúng tay vào chuyện này nữa, còn dọa sẽ bắt cả ba người bọn họ về đồn với tội danh cản trở người thi hành công vụ. Trang Văn Kiệt chủ động nhận hết trách nhiệm, La Kiên bèn bảo cậu mang theo máy tính của Vương Tuyết về đồn cảnh sát. Lưu Song dùng tài khoản của Vương Tuyết để truy ngược lại, kết quả phát hiện ra không chỉ có một mình Vương Tuyết là nạn nhân, thủ đoạn gây án của nghi phạm hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ là cùng một người. La Kiên nhìn ra được nghi phạm có ý định xúi dục Vương Tuyết tự hủy rõ ràng qua lịch sử trò chuyện, hơn nữa đường link ảnh khỏa thân của Vương Tuyết được gửi theo hình thức tin nhắn hàng loạt. La Kiên muốn sớm phá án, tránh để những nạn nhân khác đi vào vết xe đổ của Vương Tuyết. La Kiên phái người tìm ba cô gái bị vay nặng lãi đến lấy lời khai. La Kiên gọi điện thoại cho Trang Văn Kiệt, muốn Lâm Chỉ Duyệt cung cấp thêm một số thông tin về Vương Tuyết, hy vọng tìm ra manh mối về nghi phạm. Nhưng Lâm Chỉ Duyệt đã nói hết những gì mình biết. La Kiên đành phải bỏ cuộc, Lâm Chỉ Duyệt muốn trò chuyện với ba cô gái kia. Trang Văn Kiệt nhanh chóng tìm được phương thức liên lạc của bọn họ. Lâm Chỉ Duyệt lần lượt tìm ba cô gái bị vay nặng lãi trò chuyện. Ba cô gái kể lại chi tiết ngoại hình của nghi phạm. Trang Văn Kiệt lần lượt đến quán bar và quán cà phê mà nghi phạm và các cô gái đã hẹn gặp, đưa 200 tệ cho chủ quán, muốn xem camera giám sát lúc đó, nhưng chủ quán nhất quyết không đồng ý. May mà La Kiên kịp thời đến nơi, chủ quán mới chịu mở camera giám sát. La Kiên phát hiện ra khả năng phòng bị của nghi phạm rất cao, lần nào hắn ta cũng ngồi ở vị trí khuất camera. Chủ quán cà phê nhận ra hắn ta là một pha chế chuyên nghiệp qua động tác và thói quen pha cà phê. La Kiên mừng thầm, điều này đã thu hẹp phạm vi điều tra. Lưu Song suy đoán quán cà phê có khả năng cao nhất dựa vào 3 địa điểm hẹn hò. La Kiên và Lưu Song giả làm khách quen đến quán cà phê đó, dò hỏi được pha chế từng làm việc ở đây tên là Lý An Phúc. Trang Văn Kiệt sau đó cũng đến quán cà phê này. La Kiên nhắc nhở cậu không được nhúng tay vào vụ án của Vương Tuyết nữa, Trang Văn Kiệt đành phải đồng ý. La Kiên lấy bảng tên của Lý An Phúc đưa cho ba cô gái nhận diện, xác định hắn ta chính là tên sở khanh đó. La Kiên tìm đến nơi ở của Lý An Phúc, được biết hắn ta đã trả phòng, bỏ đi từ 2 ngày trước. La Kiên tìm thấy một danh sách nạn nhân trong máy tính của Lý An Phúc.
Lưu Song không tìm thấy thông tin mua vé của Lý An Phúc, suy đoán hắn ta vẫn còn ở thành phố này. La Kiên phái Phùng Đại Trí, Lưu Song và Giang Hạo chia nhau đến các nhà tắm hơi và nhà nghỉ tìm kiếm tung tích của Lý An Phúc. Trang Văn Kiệt phân tích Lý An Phúc có liên quan đến Lý Thục Đình, cậu đến bể bơi Trục Lãng điều tra, mô phỏng lại cảnh Lý An Phúc và Lý Thục Đình gặp mặt. Trang Văn Kiệt suy nghĩ kỹ càng, quyết định nói chuyện này cho La Kiên biết. Cậu vừa bấm gọi La Kiên, định nói thì La Kiên nhận được điện thoại của Giang Hạo, biết được đã tìm thấy Lý An Phúc, bèn cúp máy, vội vàng đến đó. Lý An Phúc bắt taxi đến sông Du Giang, đột nhiên nhận được điện thoại của Hồng Tỷ, hắn ta đành phải quay về Thanh Thành, đến khách sạn đã hẹn để chờ lệnh. Giang Hạo điều tra được Lý An Phúc đang ở cùng phòng với ba tên đồng bọn. La Kiên bố trí kế hoạch cẩn thận, bọn họ vừa định dùng thẻ phòng để vào bắt người thì thang máy báo có người lên. La Kiên bảo đồng đội giải tán, một mình đứng đợi trước cửa thang máy. Người bước ra khỏi thang máy là một người phụ nữ. La Kiên nhận ra người phụ nữ bước ra từ thang máy là Tô Anh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an tỉnh. Anh là sư huynh của Tô Anh, hiện tại cấp bậc của hai người ngang nhau. Tô Anh bảo La Kiên dẫn người rút lui, cô đã theo dõi nhóm người này từ lâu. La Kiên kiên quyết không đồng ý, vụ án vay nặng lãi của Vương Tuyết sắp được sáng tỏ, anh không muốn bỏ dở giữa chừng. Tô Anh lấy công an tỉnh ra để gây áp lực với La Kiên, nói nhóm người kia còn gây ra vụ án nghiêm trọng hơn. La Kiên không phục, sư phụ Phương Hải Trung đột nhiên gọi điện thoại cho La Kiên, ra lệnh cho anh lập tức rút lui, đừng ảnh hưởng đến Tô Anh phá án. La Kiên bất đắc dĩ đành phải dẫn người rời đi, bảo Giang Hạo lái xe thẳng đến Đại học Thanh Thành. Vừa nhìn thấy Trang Văn Kiệt, La Kiên trút hết ruột gan lên người cậu, mắng cậu không tin tưởng cảnh sát, tự ý hành động. Sau khi trút giận xong, La Kiên mới nhận ra mình đã cư xử quá đáng, liên tục xin lỗi Trang Văn Kiệt, muốn biết cậu tìm mình có chuyện gì. Trang Văn Kiệt bị lời nói của anh làm tổn thương, giận dỗi không để ý đến anh nữa. La Kiên dẫn Lưu Song, Phùng Đại Trí và Giang Hạo về đội cảnh sát hình sự, được biết cục trưởng Triệu vẫn luôn chờ bọn họ họp, bốn người vội vàng đến phòng họp. Tô Anh thuật lại toàn bộ vụ án một lần nữa. Dưới trướng Hồng Tỷ có ba tên trộm mộ, Ma Hữu Phương, Trương Mãnh và Vu Điểm. Bọn chúng bị tình nghi trộm cắp quan tài của phu nhân Ngư Phủ thời Tây Hán. Gần đây, bọn chúng đến Thanh Thành, ở cùng phòng với Lý An Phúc. Tô Anh vẫn chưa điều tra ra được thân phận thật sự của Hồng Tỷ, cũng không biết kế hoạch tiếp theo của bọn chúng là gì. Cục trưởng Triệu bảo La Kiên hợp tác toàn lực với Tô Anh, tạm thời không được đánh động Lý An Phúc, tránh đánh rắn động cỏ. La Kiên muốn sớm kết thúc vụ án cho gia đình Vương Tuyết. Tô Anh điều tra được Lý Thục Đình có liên quan đến ba tên trộm mộ, hơn nữa Trương Doanh, kẻ có biệt danh Ruồi đã bị bắt vì tội làm giả tác phẩm nghệ thuật. Hắn ta khai nhận đã làm giả dấu vân tay và một cặp mống mắt sinh học cho Đinh Sinh Hỏa, cất trong tủ đồ ở phòng thay đồ bể bơi Trục Lãng. Lưu Song kiểm tra quỹ đạo di chuyển của xe mô tô mà Lý Thục Đình đã lái, phát hiện ra cô ta đã từng đến bể bơi Trục Lãng. Tô Anh muốn lập tức thẩm vấn Đinh Sinh Hỏa, La Kiên đồng ý hợp tác toàn lực. Tô Anh còn muốn gặp mặt Trang Văn Kiệt, La Kiên đành phải gượng cười đồng ý. Trang Văn Kiệt về quê, bất giác nhớ lại cảnh tượng bị người của trại trẻ mồ côi dẫn đi năm xưa. Cậu không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh hữu tình, cứ thế đi đến tiệm sửa chữa đồng hồ của Hứa Chính Thanh. Vừa bước vào cửa đã thấy Hứa Chính Thanh đang sửa đồng hồ cho khách. Trang Văn Kiệt đột nhiên nhận được điện thoại, liền vội vàng ra ngoài nghe máy. La Kiên đến phòng thay đồ nam của bể bơi Trục Lãng, phát hiện trên mặt đất có mảnh vỡ màn hình điện thoại của Trang Văn Kiệt. Đột nhiên nhớ đến biểu hiện khác thường của cậu vào đêm hôm đó, anh khẳng định Trang Văn Kiệt đã lấy dấu vân tay và mống mắt. La Kiên đến trước cửa nhà Trang Văn Kiệt phục kích, đến tối muộn Trang Văn Kiệt mới về đến nhà. La Kiên khuyên cậu đừng để bị Đinh Sinh Hỏa lợi dụng. Trang Văn Kiệt tức giận nói cậu chính là không tin tưởng cảnh sát, không cho phép La Kiên can thiệp vào chuyện của mình. La Kiên ép cậu giao dấu vân tay và mống mắt ra, Trang Văn Kiệt chối bay chối biến, cũng không thừa nhận mảnh vỡ màn hình điện thoại ở phòng thay đồ bể bơi là của mình. La Kiên tuyên bố sẽ luôn theo dõi cậu. Lâm Chỉ Duyệt bị mất ví tiền và điện thoại di động trên xe buýt, lo lắng bị kẻ xấu lợi dụng, cô lập tức báo cho Trang Văn Kiệt và Tôn Chí Kiên biết để đề phòng bị lừa đảo. Trang Văn Kiệt khuyên cô đừng vội, muốn xem camera giám sát trên xe buýt để tìm manh mối. Tôn Chí Kiên nói sẽ dùng máy tính định vị điện thoại của cô. Mấy hôm trước, Tôn Chí Kiên quen một cô gái ở cửa hàng bán máy tính, anh ta vừa gặp đã yêu, bèn hỏi Trang Văn Kiệt và Lâm Chỉ Duyệt về kinh nghiệm hẹn hò. Tô Anh phái người theo dõi Hồng Tỷ, phát hiện ra gần đây bọn chúng đang giúp Lý An Phúc theo đuổi Lương Lạc Hoan. Cha của Lương Lạc Hoan là nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng. Ma Hữu Phương giúp Lý An Phúc giả mạo thân phận người giàu có. Hồng Tỷ còn sắp xếp người tiếp cận bạn thân của Lương Lạc Hoan. Bọn họ hết lời khen ngợi Lý An Phúc trước mặt Lương Lạc Hoan, còn cố tình tô vẽ hình tượng người đàn ông hoàn hảo cho hắn ta. Lương Lạc Hoan và Lý An Phúc nhanh chóng rơi vào lưới tình. Lý An Phúc cố tình lấy chuyện ảnh chụp chung của Lương Lạc Hoan và bạn trai cũ ra để nói, dùng đủ mọi thủ đoạn như chia tay, bạo lực lạnh và hạ thấp nhân phẩm để thao túng tình cảm của Lương Lạc Hoan. Lương Lạc Hoan đã từng tự hủy để uy hiếp. Lý An Phúc ra sức dỗ dành, cuối cùng cũng chinh phục được Lương Lạc Hoan về mặt tinh thần. Phùng Đại Trí và Giang Hạo không coi trọng cuộc điều tra của Tô Anh, không ngờ bọn họ còn điều tra được Vu Điểm cố ý tiếp cận Tôn Chí Kiên. Trương Mãnh bám theo Lâm Chỉ Duyệt lên xe buýt, sau đó điện thoại di động và ví tiền của Lâm Chỉ Duyệt biến mất. Tô Anh khẳng định Hồng Tỷ đã nhắm vào Trang Văn Kiệt, nghi ngờ bọn chúng muốn lấy thứ gì đó từ người Trang Văn Kiệt, hơn nữa Trang Văn Kiệt tham gia vào vụ án của Đinh Sinh Hỏa từ đầu đến cuối. La Kiên ra sức biện hộ cho Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt nhớ đến sự ra đi thảm khốc của Vương Tuyết, cộng thêm những chuyện kỳ lạ mà Lâm Chỉ Duyệt và Tôn Chí Kiên gặp phải gần đây, cậu cảm thấy tất cả đều là do mình liên lụy.
Trang Văn Kiệt suy nghĩ kỹ càng, quyết định giao dấu vân tay và mống mắt ra. Cậu viết thư vào địa chỉ email mà Lý An Phúc sử dụng, hẹn địa điểm và thời gian giao dịch. Tô Anh khẳng định Trang Văn Kiệt có liên quan đến những vụ án gần đây, là chìa khóa để tìm ra kẻ chủ mưu. Cô ra lệnh giám sát Trang Văn Kiệt từ xa, đồng thời phái người đến đồn cảnh sát khu vực để tìm hiểu, điều tra. Tô Anh phân công nhiệm vụ khác nhau cho Giang Hạo, Lưu Song và Phùng Đại Chí. La Kiên muốn tự mình theo dõi Trang Văn Kiệt, Tô Anh cũng không phản đối. Trang Văn Kiệt gửi email, hẹn giao dịch 3 ngày sau tại bến tàu Thanh Thành. Ngày cậu xuất viện, cậu đã bảo Tôn Chí Kiên mang vali chứa dấu vân tay và mống mắt về ký túc xá. Đêm đó, Trang Văn Kiệt gọi điện thoại bảo Tôn Chí Kiên mang vali đến cho mình. Lúc đó Tôn Chí Kiên đang chơi game, sáng mai lại có tiết học nên đã hẹn trưa mai sẽ mang đến cho Trang Văn Kiệt. Đêm đó, La Kiên vẫn như thường lệ ngủ trên ghế sofa trong văn phòng, nhưng anh tìm khắp nơi không thấy chiếc gối của mình đâu. Tô Anh thấy chiếc gối của anh cũ và bẩn nên đã mua một chiếc gối mới mang đến cho anh, còn trêu chọc anh là người rừng. Trưa hôm sau, Trang Văn Kiệt đang ở nhà đợi Tôn Chí Kiên thì La Kiên đến tìm. La Kiên chân thành xin lỗi cậu, còn muốn ở lại ăn cơm hộp cùng cậu. La Kiên nhắc nhở Trang Văn Kiệt đừng liên lạc với những người không đàng hoàng, Trang Văn Kiệt vẫn im lặng không nói gì. La Kiên vừa đặt cơm hộp xong thì nhận được điện thoại của Tô anh đành phải rời đi. Tôn Chí Kiên định mang vali đến cho Trang Văn Kiệt vào buổi trưa, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Vu Điểm. Vu Điểm hẹn anh ta cùng ăn trưa, Tôn Chí Kiên gọi điện thoại cho Trang Văn Kiệt, hẹn chiều sẽ mang vali đến. Tô Anh dẫn người giám sát Trang Văn Kiệt từ xa, không ngờ La Kiên lại đến nhà tìm cậu. Cô lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ nên đã gọi điện thoại cho La Kiên quay về. Trang Văn Kiệt gọi điện thoại cho Tôn Chí Kiên không được, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy La Kiên đã rời khỏi khu chung cư, liền chuẩn bị bắt taxi đến trường lấy vali. Mai Hữu Phương đột nhiên dùng dao dí vào lưng Trang Văn Kiệt từ phía sau, khống chế cậu đến quán cà phê gần đó. Tô Anh bảo cảnh sát đang mai phục gần đó đi theo vào, nhưng lúc này trong quán cà phê rất ít khách, nếu xông vào một cách thiếu thận trọng, chắc chắn sẽ khiến Mai Hữu Phương nghi ngờ. Tô Anh đành phải bảo bọn họ tiếp tục giám sát bên ngoài quán. La Kiên thấy Trang Văn Kiệt cứ nhìn trước ngó sau qua camera giám sát, cảm thấy có gì đó không ổn, nghi ngờ cậu bị khống chế. Mai Hữu Phương ép Trang Văn Kiệt giao dấu vân tay và mống mắt ra. Trang Văn Kiệt muốn xác minh thân phận của hắn ta. Mai Hữu Phương liền lấy mạng sống của Tôn Chí Kiên và Lâm Chỉ Duyệt ra để uy hiếp, nói năm xưa Trang Diệu Bách muốn rửa tay gác kiếm. Khi trộm bức tranh cổ Lạc Thần đã báo tin cho cảnh sát, còn nhốt Đinh Sinh Hỏa vào trong két sắt. Kết quả Trang Diệu Bách bị cảnh sát ép đăng xuất. Đinh Sinh Hỏa vì muốn báo thù nên mới bảo Trang Văn Kiệt đến phòng thay đồ bể bơi lấy dấu vân tay và mống mắt. Hắn ta muốn mượn dao cho đăng xuất người để Trang Văn Kiệt trả nợ thay cha. Trang Văn Kiệt còn muốn tiếp tục hỏi han tình hình của Trang Diệu Bách. Mai Hữu Phương không kiên nhẫn, giục cậu mau chóng giao đồ ra. Trang Văn Kiệt đồng ý về nhà lấy. Mai Hữu Phương nhắc nhở cậu đừng lấy đồ ở tiệm kính áp tròng đến lừa hắn ta, nếu không sẽ không khách sáo với Tôn Chí Kiên nữa. Lúc này Trang Văn Kiệt mới nhận ra mình và Tôn Chí Kiên đã bị theo dõi từ lâu, đành phải nói đồ đang ở trong vali màu đen trong ký túc xá của Tôn Chí Kiên. Bảo Mai Hữu Phương cho cậu gọi điện thoại cho Tôn Chí Kiên, bảo bạn cùng phòng mang vali đến chiếc xe màu bạc ở cổng trường. Trang Văn Kiệt gọi điện thoại cho Tôn Chí Kiên không được. Mai Hữu Phương thừa nhận bọn họ đã chặn sóng điện thoại của Tôn Chí Kiên, bảo Trang Văn Kiệt gọi lại sau 3 phút. Mai Hữu Phương lén gửi tin nhắn cho Vu Điểm, Vu Điểm tắt thiết bị chặn sóng đi. Trang Văn Kiệt gọi điện thoại cho Tôn Chí Kiên được. Tôn Chí Kiên đồng ý bảo bạn cùng phòng mang vali đến cổng trường. Mai Hữu Phương xác nhận với đồng bọn đang mai phục ở đó là đã lấy được vali, nhưng hắn ta vẫn chưa thể xác định đồ thật hay giả, muốn dẫn Trang Văn Kiệt đi một chuyến. Trang Văn Kiệt phản đối kịch liệt, nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của Tôn Chí Kiên nên đành phải lên xe đi cùng hắn ta. Tô Anh theo dõi nhất cử nhất động của Trang Văn Kiệt, thấy cậu hành động tự do, còn có thể gọi điện thoại, liền cho rằng cậu và Mai Hữu Phương là đồng bọn, phái người theo dõi chiếc xe đó, khi cần thiết thì bắt cả hai. La Kiên đến quán cà phê, trước tiên xuất trình giấy tờ, sau đó xem camera giám sát của quán. La Kiên nhìn thấy rõ ràng Trang Văn Kiệt dùng ngón tay gõ mật mã màu lên ghế, ám chỉ hai người bạn của mình đang bị theo dõi. La Kiên lập tức phái Lưu Song và Phùng Đại Chí xác minh sự an toàn của Tôn Chí Kiên và Lâm Chỉ Duyệt, bảo Tô Anh ngăn cản Ma Hữu Phương bắt Trang Văn Kiệt làm con tin. Tô Anh không tin Trang Văn Kiệt bị khống chế, nghi ngờ cậu đang giở trò, tiếp tục phái người theo dõi Trang Văn Kiệt và Ma Hữu Phương. Ma Hữu Phương lái xe vào đường hầm, chuyển Trang Văn Kiệt sang một chiếc xe khác. Đợi đến khi Ma Hữu Phương lái xe ra khỏi đường hầm, Tô Anh mới phát hiện ra Trang Văn Kiệt đã bị chuyển đi. Cô đành phải phái người điều tra những chiếc xe ra vào đường hầm trong khoảng thời gian đó, nhanh chóng tìm ra tung tích của Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt bị đưa đến gặp Hồng Tỷ, còn bị trói cả tay chân. Cậu vẫn bình tĩnh, ung dung, hỏi ngược lại Hồng Tỷ làm sao biết mống mắt đang ở trong tay cậu. Hồng Tỷ không trả lời, nhốt Trang Văn Kiệt lại. Tô Anh thẩm vấn Ma Hữu Phương. Ma Hữu Phương nói dối cậu ta và Trang Văn Kiệt là bạn bè, hai người hẹn nhau đến trang trại ăn cơm. Lúc đi qua đường hầm, Trang Văn Kiệt đột nhiên có việc, bắt taxi đi mất. La Kiên hoàn toàn không tin, khăng khăng cho rằng Trang Văn Kiệt bị Ma Hữu Phương khống chế. Tô Anh cảm thấy Trang Văn Kiệt không đơn giản, nghi ngờ cậu có liên quan đến băng nhóm tội phạm. La Kiên nghi ngờ mống mắt đang ở trong tay Trang Văn Kiệt nên cậu mới bị khống chế. Anh tin tưởng vào nhân phẩm của Trang Văn Kiệt. Tô Anh bất đồng quan điểm với anh, hai người xảy ra tranh cãi gay gắt. Trang Văn Kiệt dựa vào kỹ năng trói và tháo dây thừng đã học được từ Trang Diệu Bách khi còn nhỏ, nhanh chóng cởi trói tay chân.
người của Hồng Tỷ lên lầu tuần tra, Trang Văn Kiệt giả vờ muốn đi vệ sinh, xin bọn họ mở cửa. Bọn họ không mang theo chìa khóa, còn ham dọa Trang Văn Kiệt một hồi rồi bỏ đi. Tô Anh phái người đến đội giao thông điều tra những chiếc xe đi qua đường hầm cùng lúc với Ma Hữu Phương, tổng cộng điều tra được 11 chiếc, bọn họ lần lượt tiến hành kiểm tra. Trang Văn Kiệt nghe thấy tiếng hai tên kia xuống lầu, vội vàng trốn thoát từ mái nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy có người đang bốc rỡ mấy thùng hàng lớn ở dưới lầu, trên thùng hàng có ghi là gạch chịu lực. Trang Văn Kiệt đành phải đi đường vòng, vô tình nghe thấy hai người đó nói đây là lần cuối cùng Hồng Tỷ giúp ông chủ làm việc, cô ta muốn đá ông chủ ra để lấy bức lạc thần. Hai người kia không yên tâm, vội vàng lên lầu xem Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt nhân cơ hội chạy xuống cầu thang, kết quả bị một người khác phát hiện, cậu sợ hãi bỏ chạy. Trang Văn Kiệt chạy trốn khắp nơi trong kho hàng, ba tên kia đuổi theo vây bắt cậu. Đột nhiên có một người xuất hiện cứu cậu, dễ dàng mở cửa sau kho hàng để cậu chạy thoát. Hồng Tỷ dẫn Trương Mãnh và Vu Điểm mai phục bên ngoài. Khi biết Trang Văn Kiệt đã trốn thoát, Hồng Tỷ khẳng định cậu sẽ quay về báo án cho cảnh sát, liền quyết định đến khách sạn đón Lý An Phúc, hành động trước thời hạn. Trang Văn Kiệt vội vàng đến đồn cảnh sát tự thú. Cậu giấu chuyện bị người ta cứu, chỉ kể lại chuyện bị trùng đầu, nhốt trong một kho hàng lớn, điện thoại cũng bị tịch thu. Sau khi trốn thoát, cậu đã đón taxi ở ven đường, biết được nơi mình bị giam giữ là kho hàng bến tàu Tứ Đức từ miệng tài xế. Trang Văn Kiệt khẳng định băng nhóm của Hồng Tỷ đã bắt đầu hành động, đề nghị nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu của bọn chúng. Tô Anh không cho phép cậu nhúng tay vào chuyện này, La Kiên cũng không tiện nói gì thêm. Trang Văn Kiệt kể lại toàn bộ những gì hai tên kia đã nói cho Tô Anh và La Kiên nghe, đề nghị điều tra lai lịch của ông chủ. Cảnh sát vội vàng đến báo cáo cho Tô Anh, Lý An Phúc đã được đưa đến du thuyền của Dương Vĩnh, ông chủ ngành vận tải biển của thành phố Thanh Thành. Tô Anh phái người điều tra mối quan hệ xã hội giữa Dương Vĩnh và Lương Lạc Hoan. Cùng lúc đó, Trang Văn Kiệt nói với La Kiên chuyện công nhân bốc rỡ gạch chịu lực ở kho hàng. La Kiên nghi ngờ những viên gạch đó là phù điêu trên quan tài. Tô Anh nhanh chóng nhận được tin từ cảnh sát, được biết cha của Lương Lạc Hoan và Dương Vĩnh là bạn chí cốt. Dương Vĩnh không có con, coi Lương Lạc Hoan như con gái ruột. La Kiên khẳng định mục đích Lý An Phúc tiếp cận Lương Lạc Hoan là muốn dùng tàu của Dương Vĩnh để vận chuyển đồ tùy táng. Anh không dám chậm trễ, bèn cùng Tô Anh quay về điều tra những chiếc tàu ra khơi hôm nay của công ty Dương Vĩnh. Kết quả điều tra ra được tàu Tân Lương. Hồng Tỷ dẫn Trương Mãnh và Vu Điểm đến bến tàu. Lý An Phúc và Lương Lạc Hoan đã đợi sẵn ở đó. Lương Lạc Hoan đã thay đổi lộ trình của tàu Tân Lương, đảm bảo sẽ vận chuyển lô hàng này đúng hạn. Hồng Tỷ sắp xếp Trương Mãnh và Vu Điểm lên tàu áp tải hàng hóa. Vừa lên tàu, bọn chúng đã hành động. Thủy thủ La Việt phát hiện đèn báo lỗi sáng, liền cùng đồng nghiệp xuống kiểm tra. Vu Điểm và Trương Mãnh nhân cơ hội đó dùng mống mắt để mở két sắt, giấu quan tài và đồ tùy táng vào trong. Hồng Tỷ thấy Vu Điểm và Trương Mãnh lên tàu mới yên tâm, liền cùng Lương Lạc Hoan và Lý An Phúc rời đi. Dương Vĩnh nghe tin vội vàng đến nơi. Hồng Tỷ cảm ơn ông ta vì đã giúp đỡ vận chuyển hàng hóa, hứa sẽ sớm chuẩn bị hôn lễ cho Lý An Phúc và Lương Lạc Hoan. Dương Vĩnh đương nhiên cầu còn không được. La Kiên và Tô Anh dẫn cảnh sát đến kịp lúc, bao vây bốn người bọn họ. Hồng Tỷ biết đại thế đã mất, đành phải bỏ cuộc. Cảnh sát tìm thấy phù điêu quan tài được ngụy trang thành gạch và đồ tùy táng giấu trong két sắt trên tàu. Tô Anh đích thân thẩm vấn Hồng Tỷ, vạch trần chuyện cô ta sai Đinh Sinh Hỏa tìm ruồi làm giả dấu vân tay và mống mắt, sai Lý Thục Đình đánh cắp nước mắt thần trăng. Hồng Tỷ khai nhận cô ta chỉ nhờ Đinh Sinh Hỏa làm giả mống mắt, còn Đinh Sinh Hỏa cố tình để chung dấu vân tay và mống mắt, chính là muốn đổ tội vụ án nước mắt thần trăng cho cô ta. Ông chủ bảo Lý An Phúc hợp tác với cô ta, cố tình để Lý An Phúc gây ra án mạng, chính là muốn để cảnh sát chú ý đến cô ta. La Kiên thẩm vấn Lý An Phúc, ép hắn ta khai ra ông chủ là ai. Lý An Phúc tự hào ông chủ đã cứu hắn ta, giúp hắn ta tìm lại được nhân phẩm. Hắn ta và Lý Thục Đình đều là học trò của ông chủ. Ông chủ vô sở bất tại, cũng vô tung vô ảnh, tuyên bố La Kiên sẽ không bao giờ tìm được ông chủ. Đến nay hắn ta vẫn chưa từng nhìn thấy mặt thật của ông chủ. La Kiên chỉ ra Lý An Phúc đã bị thuật thôi miên của ông chủ mê hoặc, cam tâm tình nguyện làm việc cho ông ta, lừa đảo trên mạng. La Kiên phát hiện trong lịch sử trò chuyện của Lý An Phúc có những lời lẽ xúi dục tự hủy rõ ràng, kết quả dẫn đến sự ra đi của Vương Tuyết. La Kiên phân tích lợi hại cho Lý An Phúc nghe, ép hắn ta khai ra thân phận thật sự của ông chủ. Lý An Phúc khai nhận lúc trước hắn ta sống lay lắt, không mục đích ở sòng bạc ngầm, cho đến khi gặp ông chủ trên mạng. Ông chủ đã truyền thụ cho hắn ta bí kíp quyến rũ phụ nữ. Lý An Phúc áp dụng vào thực tế, quả nhiên hiệu nghiệm, hắn ta vô cùng tin tưởng ông chủ. Hồng Tỷ khai nhận cô ta quen ông chủ trên mạng. Ông chủ không bao giờ lộ mặt, đã nhiều lần giúp Hồng Tỷ thoát khỏi nguy hiểm, Hồng Tỷ mới tin tưởng hợp tác với ông ta. Trang Văn Kiệt thừa nhận đã giấu La Kiên rất nhiều chuyện. Cậu nhất tâm muốn báo thù cho cha, kết quả bị Đinh Sinh Hỏa lừa gạt, La Kiên khuyên cậu hãy chuyên tâm học hành. Vụ án khép lại, La Kiên chủ động mời Tô Anh ăn cơm, muốn tiễn cô. Tô Anh muốn ở lại Thanh Thành để bắt ông chủ, La Kiên kiên quyết phản đối, nhất quyết phải tự mình điều tra, không muốn bị Tô Anh khống chế nữa. Tô Anh đồng ý không can thiệp vào chuyện này nữa, nhắc nhở anh đến thăm vợ của sư phụ. La Kiên không muốn nhắc đến chuyện này, vội vàng đánh trống lảng. Tô Anh khuyên anh nên bắt đầu điều tra ông chủ từ Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt đã giấu La Kiên một chuyện, cậu khẳng định người đã cứu mình ở kho hàng là Hứa Chính Thanh, liền đến tiệm sửa đồng hồ để đối chất với ông ta. Hứa Chính Thanh thừa nhận, ông ta cũng thừa nhận mình và Trang Diệu Bách là sư huynh đệ. Hứa Chính Thanh không dám nhận Trang Văn Kiệt, ông ta cảm thấy mình có lỗi với Trang Diệu Bách. Hứa Chính Thanh và Trang Diệu Bách lớn lên cùng nhau,
hai người học được nghề trộm cắp từ cha của Trang Diệu Bách. Lúc trẻ, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện xấu. Thứ đầu tiên mà hai người hợp tác ăn trộm chính là bức tranh hoa súng. Năm 1998, Trang Diệu Bách quen biết Tiểu Vũ, mẹ của Trang Văn Kiệt. Ông ta quyết định rửa tay gác kiếm, sống cuộc sống an ổn. Sau đó Trang Văn Kiệt ra đời, từ đó về sau, Hứa Chính Thanh và Trang Diệu Bách không còn gặp lại nhau nữa. 12 năm trước, Đinh Sinh Hỏa đột nhiên đến tìm Hứa Chính Thanh hợp tác, trộm bức lạc thần trong kết sắt của vườn trà. Hứa Chính Thanh biết kết sắt của vườn trà được canh phòng cẩn mật, cảm thấy không thể thực hiện được. Đinh Sinh Hỏa hứa sẽ xử lý hết những chướng ngại vật bên ngoài, chỉ cần Hứa Chính Thanh mở được 3 ổ khóa trong vòng 10 phút là được. Hứa Chính Thanh lo lắng mình làm không được nên đã giới thiệu Trang Diệu Bách cho Đinh Sinh Hỏa. Trang Diệu Bách kiên quyết từ chối, Hứa Chính Thanh tưởng chuyện này đã kết thúc, liền rời khỏi Thanh Thành. Đinh Sinh Hỏa tức giận, bắt cóc Tiểu Vũ để ép buộc Trang Diệu Bách. Tiểu Vũ đột nhiên lên cơn hen suyễn, co thắt phế quản, cuối cùng tử vong do tai nạn. Trang Diệu Bách đánh cho Đinh Sinh Hỏa một trận. Đinh Sinh Hỏa cầu xin Trang Diệu Bách giúp hắn ta trộm bức lạc thần, sau đó sẽ ôm tiền sống cuộc sống yên ổn cùng Trang Văn Kiệt. Hứa Chính Thanh biết chuyện, khuyên Trang Diệu Bách dẫn Trang Văn Kiệt bỏ trốn. Trang Diệu Bách điều tra ra sau lưng Đinh Sinh Hỏa có thế lực đen tối chống lưng, ông ta không dám bỏ trốn, đành phải giúp Đinh Sinh Hỏa trộm bức lạc thần, sau đó mang theo bức tranh rơi xuống sông. Hứa Chính Thanh xem tin tức trên TV, biết được Trang Diệu Bách rơi xuống sông, tử vong, liền muốn dẫn Trang Văn Kiệt đi, nhưng khi thấy Trang Văn Kiệt được đưa đến trại trẻ mồ côi, ông ta mới yên tâm rời đi. Mấy năm trước, Hứa Chính Thanh thuê căn nhà cũ của nhà họ Trang để mở tiệm sửa chữa đồng hồ. Trang Văn Kiệt nói với Hứa Chính Thanh, ông chủ đã phái người đi tìm kiếm bức lạc thần khắp nơi. Hứa Chính Thanh nghe xong vô cùng sửng sốt. Ông ta đã âm thầm điều tra ra kẻ cầm đầu thế lực đen tối đứng sau lưng Đinh Sinh Hỏa chính là ông chủ. Ông chủ bị thương ở chân khi phạm tội lúc trẻ, ông ta không bao giờ lộ mặt, chỉ thông qua mạng internet để sai khiến người khác làm việc cho mình. Nửa năm trước, Hứa Chính Thanh quen biết Thường Lạc, chuyên gia thẩm định của một tiệm đồ cổ. Thường Lạc tiết lộ lạc thần lại xuất hiện trên giang hồ. Không lâu sau đó, Thường Lạc vốn không bao giờ uống rượu lại đăng xuất do say rượu. Hứa Chính Thanh khẳng định ông ta bị cho đăng xuất hại, nghi ngờ Trang Diệu Bách căn bản không đăng xuất, bức lạc thần vẫn nằm trong tay ông ta, nhưng lại cảm thấy không thể nào, bởi vì trong suốt 12 năm qua, Trang Diệu Bách không thể nào không đến gặp Trang Văn Kiệt. Tô Anh và La Kiên đến báo cáo công việc cho cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu hết lời khen ngợi hai người, Tô Anh xin được ở lại Thanh Thành để truy bắt ông chủ. Cục trưởng Triệu đương nhiên cầu còn không được, bảo hai người phải hợp tác ăn ý. La Kiên kêu khổ trong lòng, cục trưởng Triệu giữ La Kiên lại, ra sức tác hợp anh và Tô Anh. La Kiên tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Tô Anh triệu tập mọi người họp, bàn bạc phương án cụ thể để bắt ông chủ. Diệp Giai mở đoạn video giám sát gần bể cá giấu dây chuyền. La Kiên và Tô Anh đều cảm thấy có một người rất khả nghi, nhưng người đó nhanh chóng biến mất trong đám đông, nhất thời không tra ra được. La Kiên quyết định tìm Uông Nguyên Chính mượn dây chuyền nước mắt thần trăng xem thử. Điện thoại di động và ví tiền của Lâm Chỉ Duyệt đã được tìm thấy, nhưng Tôn Chí Kiên lại mặt mày ủ rũ, bởi vì Vu Điểm không liên lạc với anh ta nữa. Anh ta muốn mời Trang Văn Kiệt tham gia buổi gặp mặt, Trang Văn Kiệt lấy cớ có việc để từ chối. Trang Văn Kiệt đến hỏi thăm một bậc thầy về hội họa về bức tranh lạc thần, được biết bức tranh được trưng bày chỉ là bản sao chép theo ảnh. Trang Văn Kiệt quyết định tìm ông chủ để điều tra rõ chân tướng. Cậu xem lại tờ báo đưa tin về vụ án Trang Diệu Bách trộm hoa súng năm xưa, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào, đành phải đến tìm Hứa Chính Thanh hỏi han tình hình lúc đó. Hứa Chính Thanh khuyên cậu đừng mạo hiểm, nhưng Trang Văn Kiệt đã quyết tâm. Cậu phân tích, ông chủ cố tình đẩy hồng tỷ cho cảnh sát, bây giờ manh mối đã đứt đoạn, chỉ có Đinh Sinh Hỏa mới biết toàn bộ kế hoạch của ông chủ. Chỉ cần tìm được dữ liệu trong máy tính của Lưu Đức Đồng thì mới có thể điều tra rõ kế hoạch tiếp theo của ông chủ, từ đó tìm ra sự thật về sự ra đi của Trang Diệu Bách. La Kiên cho người mang dây chuyền về, đột nhiên phát hiện mặt sau của dây chuyền có khắc một dãy số Ả Rập, anh tìm chuyên gia thẩm định, được biết dãy số này được khắc vào thời dân quốc. Suy nghĩ của La Kiên trùng khớp với Trang Văn Kiệt, anh cũng cho rằng chỉ cần tìm được dữ liệu bị mất trong máy tính của Lưu Đức Đồng là có thể điều tra rõ chân tướng. Trang Văn Kiệt muốn tìm Lưu Đức Đồng để hỏi thăm manh mối, nhưng sau vụ án hoa súng, Lưu Đức Đồng đã tăng cường hệ thống an ninh của tòa nhà đôi, bản thân ông ta cũng sống ẩn giật, vệ sĩ theo sát bảo vệ, không rời nửa bước. Trang Văn Kiệt nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận Lưu Đức Đồng, nhưng đều bị Hứa Chính Thanh bác bỏ. Hứa Chính Thanh và Trang Văn Kiệt lén theo dõi Lưu Đức Đồng, biết được trưa mai ông ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái Lưu Thi Thi tại công viên. Trang Văn Kiệt giả vờ đến quầy lễ tân đặt chỗ cho buổi họp mặt bạn học vào dịp Tết Trung thu, nhân cơ hội đó lấy được chương trình của buổi tiệc sinh nhật. La Kiên đến công ty tìm Lưu Đức Đồng, nhưng Lưu Đức Đồng đi công tác nước ngoài, hôm nay không về. Anh biết được trưa mai Lưu Đức Đồng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái. Trang Văn Kiệt và Hứa Chính Thanh bàn bạc, lợi dụng tiết mục ảo thuật để lẻn vào bữa tiệc sinh nhật, tìm cơ hội tiếp cận Lưu Đức Đồng. Lâm Chỉ Duyệt gọi điện mời Trang Văn Kiệt cùng đón Tết Trung thu, Trang Văn Kiệt lấy cớ có việc để từ chối. Tiệc sinh nhật của con gái Lưu Thi Thi được tổ chức đúng hẹn, rất nhiều bạn nhỏ đến chúc mừng sinh nhật cô bé. Lưu Đức Đồng đến nhà hàng từ sớm, nhân viên sắp xếp cho ông ta thay trang phục bằng ảo thuật, cuối cùng xuất hiện trong bộ đồ gấu pu để tạo bất ngờ cho Lưu Thi Thi. Lưu Đức Đồng đến phòng thay đồ, thấy có một người mặc đồ hóa trang ở bên trong, liền cảnh giác. Sau khi xác nhận người đó là nhân viên, ông ta mới yên tâm. Chương trình bắt đầu, Lưu Đức Đồng làm theo yêu cầu của ảo thuật gia, trốn vào trong một chiếc hộp qua cửa bí mật trên sân khấu. Ảo thuật gia đẩy chiếc hộp đi để thay trang phục.
người dẫn chương trình bảo các bạn nhỏ vào mê cung tìm gấu Pu. Lưu Đức Đồng được thả ra khỏi hộp, lúc này mới phát hiện ra ảo thuật gia là Hứa Chính Thanh. Hứa Chính Thanh muốn biết Đinh Sinh Hỏa phái người sao chép thứ gì từ máy tính của ông ta. Lưu Đức Đồng không chịu trả lời, Hứa Chính Thanh tức giận nghiến răng. Cùng lúc đó, La Kiên đến dự tiệc sinh nhật. Anh đứng trên cao quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách của nhà hàng thực vật, cuối cùng cũng tìm thấy người mặc đồ gấu Pu. Mọi người đều tưởng đó là Lưu Đức Đồng, nhưng thực ra đó là Trang Văn Kiệt. Lưu Thi Thi kéo người mặc đồ gấu Pu chụp ảnh chung, bảo người đó cởi mũ ra. Trang Văn Kiệt sợ bị lộ, giả vờ đau bụng bỏ chạy. Trang Văn Kiệt đến phòng thay đồ hội hợp với Hứa Chính Thanh. Hứa Chính Thanh dọa sẽ chặt đứt ngón tay của Lưu Đức Đồng. Trang Văn Kiệt cầu xin thay Lưu Đức Đồng, bảo ông ta chụp ảnh với con gái Lưu Thi Thi trước. Hứa Chính Thanh không muốn công cốc, nhưng lại không chịu nổi lời nài nỉ của Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt khẩn thiết cầu xin Lưu Đức Đồng nói ra Đinh Sinh Hỏa đã sao chép thứ gì từ máy tính của ông ta, muốn sớm điều tra rõ chân tướng sự ra đi của cha mình. Lưu Đức Đồng nói bản sao lưu của tài liệu được cất giấu trong gọng kính, đồng thời nhắc nhở Trang Văn Kiệt hãy cẩn thận Hứa Chính Thanh. Bởi vì năm xưa Hứa Chính Thanh đã phản bội Trang Diệu Bách vì 2 triệu tệ, Hứa Chính Thanh tìm thấy thẻ nhớ trong gọng kính, liền dẫn Trang Văn Kiệt lặng lẽ rời đi. La Kiên sau đó cũng đến nơi, giục Lưu Đức Đồng mau ra chụp ảnh chung với mọi người. Lưu Đức Đồng bước ra khỏi phòng thay đồ, La Kiên phát hiện tay ông ta bị thương. Lưu Đức Đồng giải thích là vô tình bị thương lúc thay quần áo. La Kiên cảm thấy có gì đó không ổn, bèn lén quay lại phòng thay đồ kiểm tra, phát hiện trên mặt đất có một cuộn băng dính đen, liền lặng lẽ lấy đi. La Kiên càng nghĩ càng thấy không ổn, cảm thấy Lưu Đức Đồng có vấn đề. Phòng kỹ thuật kiểm tra ra được mô da người trên cuộn băng dính đen. Phùng Đại Chí vội vàng báo cáo cho La Kiên. Trang Văn Kiệt mở tài liệu sao lưu, phát hiện đó là danh sách dòng chảy ngầm. Trang Văn Kiệt sốt ruột muốn xác minh xem lời Lưu Đức Đồng nói có phải là sự thật hay không. Hứa Chính Thanh thừa nhận năm xưa ông ta bị ma xui quỷ khiến, nhận 2 triệu tệ của Đinh Sinh Hỏa, Trang Diệu Bách hoàn toàn không biết chuyện này. La Kiên dẫn Lưu Song đến công viên tìm hiểu, điều tra, được biết có một thanh niên muốn bao chọn nhà hàng để tổ chức họp mặt bạn học. La Kiên muốn xem camera giám sát, nhân viên phục vụ quầy lễ tân sau khi xin ý kiến của giám đốc mới chịu mở camera. La Kiên nhận ra thanh niên đó chính là Trang Văn Kiệt, liền đến nhà cậu để xác nhận ngay trong đêm. Hứa Chính Thanh nói ra sự thật với Trang Văn Kiệt, liên tục xin lỗi cậu, không dám mong được cậu tha thứ. Trang Văn Kiệt không nói gì, Hứa Chính Thanh vừa định rời đi thì La Kiên vội vàng đến tìm Trang Văn Kiệt. Hứa Chính Thanh đành phải trốn vào nhà vệ sinh. Hứa Chính Thanh đi ra khỏi nhà vệ sinh, Trang Văn Kiệt giới thiệu ông ta là người thuê nhà cũ của nhà mình. La Kiên hỏi han tình hình của Hứa Chính Thanh, Trang Văn Kiệt ra sức biện hộ cho ông ta. Hứa Chính Thanh giải thích ông ta đến tìm Trang Văn Kiệt để tăng tiền thuê nhà. La Kiên cảm thấy rất kỳ lạ, Hứa Chính Thanh luôn miệng nói ông ta rất thương Trang Văn Kiệt. La Kiên chỉ muốn biết lịch trình hôm qua của Trang Văn Kiệt, Trang Văn Kiệt bèn dẫn anh ra ngoài. La Kiên hỏi cậu tại sao lại đến công viên, Trang Văn Kiệt nói cậu đến đặt nhà hàng cho buổi họp mặt bạn học vào dịp Tết Trung Thu. La Kiên nghi ngờ cậu muốn tìm Lưu Đức Đồng, Trang Văn Kiệt một mực phủ nhận. La Kiên ép cậu nói ra thân phận thật sự của Hứa Chính Thanh, Trang Văn Kiệt không trả lời, La Kiên đành phải bỏ đi. Hứa Chính Thanh nghi ngờ Lưu Đức Đồng đã bán đứng Trang Văn Kiệt cho cảnh sát. Trang Văn Kiệt cảm thấy không thể nào, cậu nói rõ sẽ không tha thứ cho Hứa Chính Thanh, nhưng cũng không muốn từ bỏ việc điều tra nguyên nhân sự ra đi của cha mình. Cậu muốn tiếp tục hợp tác với Hứa Chính Thanh để điều tra chân tướng, hy vọng Hứa Chính Thanh đừng giấu giếm cậu bất cứ chuyện gì nữa. La Kiên dẫn Lưu Song đến khu chung cư, nhanh chóng điều tra ra được thông tin của Hứa Chính Thanh, xác nhận ông ta chính là người thuê nhà của Trang Văn Kiệt. Lưu Song cảm thấy Tôn Chí Kiên rất khả nghi, đề nghị điều tra theo hướng đó. La Kiên cảm thấy Hứa Chính Thanh không đơn giản. Hứa Chính Thanh thấy trong danh sách có tên của Đới Mạnh Đức, liền dẫn Trang Văn Kiệt đến gặp ông ta. Đới Mạnh Đức nhận ra đó là danh sách hội viên của sàn đấu giá ngầm Dòng Chảy Ngầm. Thông tin của hội viên được bảo mật, chỉ có Lưu Đức Đồng, người trung gian liên lạc với Dòng Chảy Ngầm mới có danh sách này. 2 tuần trước, Đới Mạnh Đức nhận được email của Dòng Chảy Ngầm, 2 ngày nữa, vào ngày Tết Trung Thu, ông ta sẽ tổ chức buổi đấu giá không có vật phẩm thật ở Thanh Thành. Trang Văn Kiệt không hiểu, Đới Mạnh Đức giải thích, ban tổ chức sẽ gửi một bản danh sách vật phẩm đấu giá giả, kèm theo mã QR. Chỉ cần quét mã thì sẽ nhìn thấy vật phẩm thật, bởi vì người mua đều không muốn tiết lộ thân phận nên mới lấy tiệc hóa trang làm bình phong. Đới Mạnh Đức mở một bản danh sách vật phẩm đấu giá giả trên máy tính, bên cạnh còn có ảnh chụp vật phẩm thật. Hứa Chính Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức tranh Lạc Thần được đặt cạnh bức tượng Kỳ Lân Vàng. Trang Văn Kiệt đoán mục đích ông chủ muốn có danh sách này chính là vì bức tranh Lạc Thần. Cậu mở tệp đính kèm mà Dòng Chảy Ngầm gửi cho Đới Mạnh Đức, đó là một tệp video do một người đàn ông đeo mặt nạ quay, không nói rõ thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá. Thông báo những người có tên trong danh sách gửi email báo cáo vị trí của mình, ban tổ chức sẽ phái xe đến đón từng người. Trang Văn Kiệt muốn đến buổi đấu giá nhưng lại không biết thời gian và địa điểm cụ thể. Cậu xem video một cách cẩn thận, phát hiện ra trên bình nước phía sau người đàn ông đeo mặt nạ có ghi mật khẩu Wi-Fi của khách sạn. Trang Văn Kiệt suy đoán đó là khách sạn Thanh Đàn dựa vào chữ cái viết tắt của mật khẩu. Cậu lập tức gửi tin nhắn thông báo cho La Kiên. Cậu không dùng điện thoại của mình mà gửi tin nhắn qua mạng. La Kiên lấy hồ sơ vụ án Lạc Thần năm 2007 ra xem. Đó là chuyện cũ mà anh không muốn nhớ lại. Năm đó, sư phụ Phương Hải Trung dẫn La Kiên đi điều tra, thu thập chứng cứ khắp nơi. La Kiên không hứng thú với vụ án Lạc Thần, chỉ muốn điều tra những vụ án lớn. Lúc Phương Hải Trung và vợ đi mua thức ăn, có người nhét một tờ giấy có ghi chữ Kho Vàng Trà Viên vào túi áo vợ ông.
Phương Hải Trung muốn dẫn La Kiên đến đó kiểm tra. La Kiên cho rằng Phương Hải Trung đang giật mình trước bóng cây dâm, đây căn bản không phải manh mối có giá trị. Phương Hải Trung cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng tờ giấy đã bị vợ ông giật mất khi giặt quần áo. La Kiên khuyên Phương Hải Trung nên điều tra những vụ án lớn, nếu không thì tổ ba của bọn họ sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Hai người bất đồng quan điểm, cãi nhau một trận. Phương Hải Trung tức giận đuổi La Kiên xuống xe, một mình đến kho vàng Trà Viên để điều tra. La Kiên đang ăn cơm ở quán thì Phương Hải Trung đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Anh cố tình không nghe máy, Phương Hải Trung gọi lại lần nữa. La Kiên vừa nghe máy thì điện thoại hết pin. Đêm đó, La Kiên về đến đồn cảnh sát rất muộn, được biết Phương Hải Trung trượt chân ngã từ trên lầu xuống. La Kiên vội vàng đến bệnh viện, Phương Hải Trung do vết thương quá nặng nên đã qua đời. La Kiên hối hận không kịp, cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến Phương Hải Trung đăng xuất. Trên TV đưa tin bức tranh Lạc Thần bị đánh cắp tại kho vàng Trà Viên, nghi phạm rơi xuống sông, mất tích. La Kiên càng thêm tự trách, hối hận vì đã không đi kiểm tra kho vàng Trà Viên cùng Phương Hải Trung. 12 năm sau, La Kiên lấy hết can đảm đến thăm vợ của sư phụ, lúc này mới biết Tô Anh đã đến thăm bà thay anh. La Kiên hỏi vợ sư phụ, được biết tờ giấy bị ướt đó vẫn luôn ở trong tay Phương Hải Trung, nhưng La Kiên không tìm thấy tờ giấy đó trong di vật của ông. La Kiên phái Diệp Giai điều tra nguồn gốc của tin nhắn, được biết tin nhắn được gửi từ trạm gốc mạng. La Kiên đến khách sạn Thanh Đàn để điều tra, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trang Văn Kiệt và Hứa Chính Thanh cải trang, sau đó cũng đến khách sạn. Vừa xuất hiện, bọn họ đã bị người ta theo dõi. Trang Văn Kiệt và Hứa Chính Thanh đến bãi đậu xe ngầm. Trang Văn Kiệt khéo léo dẫn dụ những người đó đi, trà trộn vào đám du khách, vào khách sạn. La Kiên mở hồ sơ vụ án ra xem, cẩn thận ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung với Phương Hải Trung, vô tình nhìn thấy Lưu Song làm ướt một tài liệu, liền kẹp tài liệu ướt đó vào trong quyển sách. La Kiên bừng tỉnh ngộ, đoán chắc Phương Hải Trung cũng kẹp tờ giấy đó vào sách, liền đến tìm vợ sư phụ một lần nữa. Vợ sư phụ bảo anh đến thư phòng tìm, La Kiên tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy bị ướt đó trong quyển sách. La Kiên tìm thấy tờ giấy, đưa cho vợ sư phụ xác nhận. Trước khi đi, vợ sư phụ đưa cho La Kiên một quả táo, dặn anh nhớ báo cho bà kết quả điều tra cuối cùng. La Kiên cầm tờ giấy đến thẳng phòng kỹ thuật tìm tổ trưởng Mã và Diệp Giai. Tổ trưởng Mã nhận ra đó là thực đơn của một nhà hàng tên là Hương Vị Ngon Kim Cốc. 12 năm trôi qua, La Kiên không chắc nhà hàng đó có còn tồn tại hay không, liền bảo Diệp Giai lập tức đi điều tra. Trang Văn Kiệt từ khách sạn Thanh Đàn về đến nhà an toàn, Hứa Chính Thanh sau đó cũng quay về. Ông ta phải vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy đuổi, tay áo bị người ta dùng dao lam rạch một đường dài để cảnh cáo. Diệp Giai nhanh chóng tra được địa chỉ nhà hàng Hương Vị Ngon Kim Cốc. Vị trí nhà hàng không thay đổi, hiện tại đã đổi tên thành Hương Vị Xưa Kim Cốc. La Kiên đến nhà hàng đó, đưa tờ giấy cho ông chủ xem. Ông chủ nhận ra đó là thực đơn của nhà hàng mình. La Kiên lấy ảnh của Phương Hải Trung ra, ông chủ nhận ra Phương Hải Trung đã từng đến nhà hàng điều tra, tìm hiểu. Ông ta tố cáo ba người đàn ông đã xảy ra xô xát trong nhà hàng, một người trong số đó hắt nước vào mặt người kia. Ông chủ vô tình nhìn thấy người bị hắt nước xuất hiện ở phía đối diện, Phương Hải Trung lập tức đuổi theo người đó. Phương Hải Trung còn muốn xin đoạn video giám sát ngày xảy ra vụ xô xát. Ông chủ bèn ghi video vào đĩa CD, Phương Hải Trung vẫn chưa đến lấy, ông chủ liền cất đĩa CD đi. La Kiên thấy rất nhiều học sinh đi qua, được biết gần đó là trường tiểu học Nhân Dân, liền lập tức gọi điện thoại bảo Giang Hạo điều tra trường tiểu học mà Trang Văn Kiệt từng theo học. Trùng hợp thay, đó chính là trường tiểu học Nhân Dân. La Kiên giúp ông chủ tìm túi đựng đĩa CD, nhưng không tìm thấy đĩa đó đâu. La Kiên bảo ông ta niêm phong kho, không cho phép bất kỳ ai vào. La Kiên vừa định rời đi thì thấy nhân viên trong quán lái xe máy về. Biển số xe bị che bằng một chiếc đĩa CD, La Kiên vội vàng lấy đĩa CD ra. Ông chủ xác nhận đó chính là chiếc đĩa năm xưa. Diệp Giai mở đĩa CD, do đĩa bị chảy xước nghiêm trọng nên hình ảnh rất mờ. La Kiên nhận ra một trong số những người đó là Đinh Sinh Hỏa, liền men theo tuyến đường mà Phương Hải Trung đã đi năm xưa. Đến sân thượng kiểm tra, mô phỏng lại cảnh Phương Hải Trung đuổi theo nghi phạm, trượt chân ngã xuống, anh đau đớn như dao cắt. Hứa Chính Thanh đột nhiên nhận được điện thoại của Đới Mạnh Đức, liền dẫn Trang Văn Kiệt đến đó. Đới Mạnh Đức nhờ Hứa Chính Thanh tham gia buổi đấu giá thay bạn ông ta, đồng thời gửi lại danh sách cho Dòng Chảy Ngầm. Đới Mạnh Đức còn đưa bản đồ khách sạn Thanh Đàn cho ông ta. Hứa Chính Thanh nghĩ ra một kế hay, ông ta và Trang Văn Kiệt giả làm khách hàng vào khách sạn, sau đó ra giá mua bức tượng Kỳ Lân Vàng để ban tổ chức dẫn Trang Văn Kiệt đi lấy bức Lạc Thần tương ứng. Hứa Chính Thanh lấy cớ ở lại khách sạn để định vị Trang Văn Kiệt, xác định vị trí cất giấu Lạc Thần, sau đó bọn họ sẽ tìm cơ hội trộm bức tranh ra. Đới Mạnh Đức cung cấp thiết bị định vị bằng gốm sứ và điện thoại di động cho ông ta. Đới Mạnh Đức tiết lộ mỗi vật phẩm đấu giá đều được cất giữ trong một két sắt có khóa mật mã điện tử. Hứa Chính Thanh quyết định hợp tác với Trang Văn Kiệt để mở két sắt trộm bức Lạc Thần. La Kiên thẩm vấn Đinh Sinh Hỏa một lần nữa. Đinh Sinh Hỏa khăng khăng bức Lạc Thần thật đã rơi xuống sông cùng Trang Diệu Bách, bức Lạc Thần hiện tại là giả, hơn nữa hắn ta không quen biết ông chủ. La Kiên ép hắn ta khai ra người đã đến nhà hàng Hương Vị Xưa Kim Cốc cùng hắn ta năm đó. Đinh Sinh Hỏa không trả lời. Hứa Chính Thanh đưa một thẻ ngân hàng cho Đới Mạnh Đức để cảm ơn ông ta đã giúp đỡ. Đới Mạnh Đức nhất quyết không nhận, năm xưa Hứa Chính Thanh đã bỏ ra 2 triệu tệ cứu mạng ông ta. Hứa Chính Thanh ném thẻ ngân hàng cho ông ta rồi bỏ đi. Lúc này Trang Văn Kiệt mới biết Hứa Chính Thanh đã dùng 2 triệu tệ mà Đinh Sinh Hỏa đưa để cứu Đới Mạnh Đức, lòng thù hận trong cậu vơi đi phần nào. La Kiên nghi ngờ người đã đến nhà hàng Hương Vị Xưa Kim Cốc cùng Đinh Sinh Hỏa chính là ông chủ, nhưng lại không có bằng chứng xác thực.
La Kiên bảo Tô Anh chú ý đến tin nhắn tố cáo được gửi từ trên mạng. Hứa Chính Thanh nhận được tin nhắn của Đới Mạnh Đức thông báo về buổi đấu giá, liền lập tức gọi điện thoại cho Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt cố tình thay một bộ vest. Hứa Chính Thanh và Trang Văn Kiệt giả làm chú cháu Đới Mạnh Đức đến tham gia buổi đấu giá. Hai người đến địa điểm hẹn trước, ban tổ chức phái xe đến đón bọn họ. Trước tiên, bọn họ xác minh thân phận của hai người, sau đó tịch thu điện thoại di động, cuối cùng bịt mắt bọn họ lại. Hứa Chính Thanh và Trang Văn Kiệt bị đưa đến khách sạn Thanh Đàn. Nhân viên đã đợi sẵn trong phòng, bảo bọn họ xem sổ tay đấu giá trước. Trang Văn Kiệt nhanh chóng tìm thấy bức tượng kỳ lân vàng tương ứng với bức tranh Lạc Thần, nhìn thấy người bán ký tên là Khương Thái Công thì vô cùng sửng sốt. Trang Văn Kiệt nhớ lại hồi nhỏ, khi chơi cờ với Trang Diệu Bách, Trang Diệu Bách đã từng dùng chiêu Khương Thái Công câu cá để thắng cậu. Trang Văn Kiệt liền gọi cha mình là Khương Thái Công. Cậu khẳng định cha mình vẫn còn sống, hơn nữa bức Lạc Thần này là do cha cậu gửi đến để bán đấu giá. La Kiên lái xe đến khách sạn Thanh Đàn, anh gọi điện thoại báo cáo cho cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu không cho phép anh liều lĩnh hành động một mình, bảo anh phải xác minh xem tin nhắn đó là thật hay giả, đồng thời nhắc nhở anh sớm quay về tham gia lễ trao giải. La Kiên nhờ ông ta nhận bằng khen thay mình. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Hứa Chính Thanh và Trang Văn Kiệt đeo mặt nạ theo yêu cầu, được đưa đến hiện trường. Trang Văn Kiệt muốn tìm kiếm bóng dáng cha mình trong số những người tham gia, nhưng ai nấy đều đeo mặt nạ, cậu nhất thời không tìm ra. Hứa Chính Thanh ra giá mua đồng xu La Mã cổ với danh nghĩa Đới Mạnh Đức. Ông ta muốn mua vật phẩm này để tìm hiểu vị trí kết sắt nên đã liên tục ra giá. Không ngờ bị một người đàn ông chống gậy cản trở, cuối cùng người đàn ông đó đã mua được với giá cao nhất là 2,5 triệu tệ. Người đàn ông chống gậy đi theo nhân viên đến kết sắt để lấy hàng. Trang Văn Kiệt nhớ đến chân của ông chủ từng bị thương, liền khẳng định người đó chính là ông chủ, bèn mặc kệ sự ngăn cản của Hứa Chính Thanh. Đuổi theo người đàn ông chống gậy đó, chúc mừng ông ta đã mua được vật phẩm yêu thích, nhân cơ hội đó nhét thiết bị định vị bằng gốm sứ vào túi áo của trợ lý ông ta. Hứa Chính Thanh sau đó cũng đuổi theo, kéo Trang Văn Kiệt đi. Hứa Chính Thanh giả vờ đau tim, nhân viên đưa ông ta và Trang Văn Kiệt đến phòng nghỉ ngơi. La Kiên đến khách sạn Thanh Đàn, được biết ở đây đang tổ chức tiệc hóa trang từ nhân viên lễ tân. Ban tổ chức đã bao trọn 3 tầng trên cùng của khách sạn, còn khóa cửa lại. La Kiên không cam tâm, đi thang máy lên, phát hiện cửa chính đóng chặt, ngay cả lối thoát hiểm cũng bị khóa. Hứa Chính Thanh mở đồng hồ định vị, phát hiện xe của ban tổ chức đưa ông chủ và trợ lý đi lòng vòng trên đường, cuối cùng quay về khách sạn. Trang Văn Kiệt khẳng định kết sắt ở trong khách sạn, ban tổ chức cố tình cho người đưa bọn họ đi lòng vòng rất lâu bên ngoài để tạo ra ảo giác là kết sắt cách khách sạn rất xa. Trang Văn Kiệt luôn theo dõi đồng hồ định vị, phát hiện ông chủ và trợ lý quay về khách sạn, lấy vật phẩm đầu tiên, sau đó lên xe rời đi. Hứa Chính Thanh và Trang Văn Kiệt đều không đoán được cách bọn họ trộm Lạc Thần, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trang Văn Kiệt phân tích, cha cậu muốn lợi dụng Lạc Thần để dụ ông chủ ra báo thù, nhưng anh và Hứa Chính Thanh đã lộ diện, cha cậu vẫn không chịu đến nhận con. Hứa Chính Thanh cảm thấy có thể Trang Diệu Bách không đến hiện trường. Trang Văn Kiệt phát hiện sau khi đến trạm thu phí đường cao tốc, ông chủ và trợ lý đã quay đầu xe, lái về hướng khách sạn, liền quyết định tự mình theo dõi ông chủ, tìm ra vị trí kết sắt, sau đó tìm cách điều tra kế hoạch hành động tiếp theo của ông ta. Hứa Chính Thanh không lay chuyển được cậu, đành phải đưa đồng hồ định vị cho cậu, hẹn gặp nhau ở tầng hầm 1. Trang Văn Kiệt và Hứa Chính Thanh muốn đi lên bằng lối thoát hiểm, nhưng phát hiện lối thoát hiểm đã bị khóa, hai người đành phải lén lút đi xuống từ phòng camera giám sát. Trang Văn Kiệt nhìn thấy thiết bị định vị hiển thị trên đồng hồ cách khách sạn chưa đến 500m, liền cùng Hứa Chính Thanh đi thang máy xuống tầng hầm 1 để thay quần áo. La Kiên không thể đến hiện trường tiệc hóa trang, đành phải gọi điện thoại báo cáo cho cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu dặn dò anh không được tự ý hành động. La Kiên thấy thang máy đi thẳng xuống tầng hầm 1, anh muốn đi theo những người tham gia buổi đấu giá đến hiện trường, liền đến bãi đậu xe ngầm ở tầng hầm 1. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe phóng đi, liền gọi điện thoại bảo Lưu Song điều tra biển số xe đó, đồng thời điều tra thông tin của những khách hàng đang ở tại khách sạn. Lưu Song nhanh chóng tra được có người đã bao trọn cả tầng 12, nhưng số người đăng ký chỉ có 5 người. Trang Văn Kiệt mở đồng hồ định vị, thấy ông chủ và trợ lý đã đến sảnh lớn, liền thay bộ quần áo công nhân sửa chữa, đi thang máy lên sảnh lớn, suýt nữa đụng mặt ông chủ. Trang Văn Kiệt nhân cơ hội đó lấy trộm thẻ phòng của ông ta, sau đó hỏi nhân viên lễ tân về phòng của ông chủ, muốn tự mình mang thẻ phòng đến trả. Anh được biết ông chủ đã bao trọn cả tầng 12. Trang Văn Kiệt đến phòng camera giám sát theo dõi hành tung của ông chủ, còn khóa cửa lại. Anh đột nhiên nhìn thấy La Kiên đi thang máy lên. Trang Văn Kiệt định gọi điện thoại cho La Kiên, bảo vệ phòng camera giám sát vội vàng quay về, phát hiện cửa bị khóa, liền vội vàng đi tìm giám đốc lấy chìa khóa. Trang Văn Kiệt đành phải dùng số tầng thang máy để báo tin cho La Kiên. La Kiên nhìn thấy số tầng thang máy nhấp nháy liên tục, mới nhận ra Trang Văn Kiệt đang dùng mật mã mâu để báo tin cho mình. Bảo vệ phòng camera giám sát lấy chìa khóa mở cửa, Trang Văn Kiệt sợ hãi vội vàng trốn đi. Bảo vệ phát hiện đèn báo lỗi thang máy lại sáng, liền vội vàng đi sửa. Trang Văn Kiệt nhân cơ hội đó xuống lầu, hội hợp với Hứa Chính Thanh. Tôn Chí Kiên muốn đón Tết Trung Thu cùng Trang Văn Kiệt, nhưng gọi điện thoại cho Trang Văn Kiệt mãi không được. Lâm Chỉ Duyệt cũng liên lạc với Trang Văn Kiệt không được. Tôn Chí Kiên phải dỗ dành mãi Lâm Chỉ Duyệt mới chịu quay về trường, sau đó anh ta đến quán net chơi game. Trang Văn Kiệt phát hiện ra có người dùng máy tính để sửa đổi mã điều khiển thang máy trong phòng camera giám sát, liền chụp lại. Sau đó gọi điện thoại cho Tôn Chí Kiên cao thủ máy tính để nhờ giúp đỡ, đồng thời dặn dò anh ta đừng nói với Lâm Chỉ Duyệt.
Tôn Chí Kiên nhanh chóng phát hiện ra những đoạn mã đó không chỉ có thể điều khiển thang máy lên xuống, mà còn có thể thay đổi số tầng. Người của ông chủ dùng máy tính xâm nhập vào trung tâm điều khiển của khách sạn, không chỉ có thể giám sát thang máy của khách sạn mà còn có thể điều khiển thang máy. Ông chủ ra lệnh hành động. Trang Văn Kiệt phân tích, két sắt không nằm trên 3 tầng cao nhất, nghi ngờ két sắt nằm ở tầng 13. Đó là phòng đặt hệ thống thông gió và điều hòa trung tâm. Hứa Chính Thanh nhớ ra thang máy chở khách không có tầng 13. Trang Văn Kiệt cho rằng nhân viên sửa chữa sẽ đi lên tầng 13 bằng thang máy chở hàng. Hứa Chính Thanh nhớ ra thang máy chở hàng đang được sửa chữa. Trang Văn Kiệt càng khẳng định phán đoán của mình. Dòng chảy ngầm phái nhân viên đưa người mua đi lòng vòng bên ngoài, sau đó đi vào tầng 13 bằng thang máy chở hàng ở tầng hầm 2, lấy vật phẩm đấu giá từ két sắt ở tầng 13 ra. Trang Văn Kiệt cảm thấy đây cũng là lý do ông chủ bao chọn cả tầng 12 để thuận tiện đi lên tầng 13 trộm lạc thần, nhưng cậu không đoán được cách ông ta dùng là gì. Trang Văn Kiệt và Hứa Chính Thanh lén lút đến tầng 12, phát hiện lối đi ở đây đều bị khóa. Hứa Chính Thanh dùng cây lau nhà buộc điện thoại di động vào, sau đó bế Trang Văn Kiệt lên để quay lại toàn bộ hành động của nhân viên ở tầng 12. Hai người phát hiện bọn họ đang bận rộn cải tạo thiết bị trong hành lang, còn đổi số tầng thành tầng 13, lập tức hiểu ra tất cả. Trang Văn Kiệt gọi điện thoại bảo Tôn Chí Kiên gửi cách sử dụng đoạn mã đó cho cậu, sau đó đi tìm La Kiên, kể lại chuyện dòng chảy ngầm lợi dụng tiệc hóa trang để tổ chức đấu giá bất hợp pháp. La Kiên khuyên cậu mau chóng rời khỏi khách sạn. Trang Văn Kiệt muốn ngăn cản hành động của ông chủ, La Kiên khuyên can thế nào cậu cũng không nghe. La Kiên lập tức gọi điện thoại báo cáo cho cục trưởng Triệu. Trang Văn Kiệt tin chắc cha mình vẫn còn sống, cậu muốn ngăn cản ông chủ trộm lạc thần, đồng thời báo thù cho cha. Hứa Chính Thanh khuyên cậu đừng mạo hiểm, nhưng Trang Văn Kiệt đã quyết tâm. Hứa Chính Thanh đành phải phối hợp với cậu. Trang Văn Kiệt giả làm nhân viên vệ sinh, quay lại khách sạn. Hứa Chính Thanh lén lút đến phòng máy, đánh ngất người sửa đổi mã, sau đó gọi điện thoại thông báo cho Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt vừa định hành động thì bị La Kiên ngăn lại. Trang Văn Kiệt nói rõ kế hoạch trộm lạc thần của ông chủ. Ông chủ phái người cải tạo tầng 12 thành két sắt tầng 13, tạo hiện trường giao dịch giả, khiến người mua lạc thần tưởng mình đã đến két sắt, nhưng thực ra người mua lấy được là bức lạc thần giả do ông chủ chuẩn bị từ trước. Sau đó, ông chủ phái người từ sân thượng xuống phòng thang máy, dùng thẻ phòng của người mua để đi lên tầng 13 lấy lạc thần thật trước một bước, sau đó quay trở lại bằng đường cũ. Trang Văn Kiệt dục La Kiên mau chóng đi ngăn cản hành động của ông chủ, nếu không sẽ lại thất bại như năm xưa. 12 năm trước, Trang Diệu Bách đã báo cáo kế hoạch trộm lạc thần cho cảnh sát, nhưng cảnh sát chậm chạp không hành động, khiến cho lạc thần bị đánh cắp. La Kiên nhớ đến sư phụ Phương Hải Trung đã đang xuất thảm vì chuyện này, anh quyết định hợp tác với Trang Văn Kiệt để hành động. Cùng lúc đó, người mua ra giá mua bức tượng kỳ lân vàng tương ứng với lạc thần. Nhân viên đưa ông ta đến két sắt để lấy hàng, trước tiên lái xe đưa ông ta đi lòng vòng bên ngoài khách sạn. Trang Văn Kiệt dẫn La Kiên bỏ lên tầng 22 bằng đường ống thông gió. La Kiên dùng điện thoại di động dò xét tình hình trong hành lang, vô tình làm rơi điện thoại xuống thảm. Hai người xác định ở đây không có bảo vệ, liền nhảy xuống. La Kiên nhớ rõ bên ngoài cửa sổ có hai sợi dây thừng do công nhân lau kính để lại, liền muốn một mình lên sân thượng để ngăn cản người của ông chủ, bảo Trang Văn Kiệt xuống sảnh lớn hội hợp với mình. La Kiên túm lấy dây thừng, bò lên trên, không cẩn thận tuột tay rơi xuống, Trang Văn Kiệt nắm chặt lấy tay anh. Người của dòng chảy ngầm đột nhiên đến tầng 22, Trang Văn Kiệt vội vàng trốn ra ngoài cửa sổ, nhân viên khóa cửa sổ lại. Trang Văn Kiệt bị khóa ngoài cửa sổ, gọi điện thoại cho Hứa Chính Thanh, thuật lại ngắn gọn tình cảnh của cậu và La Kiên, sau đó hai người men theo dây thừng bò lên trên. La Kiên đến được sân thượng, trên trời đột nhiên bắn pháo hoa, người của ông chủ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị từ phòng thang máy xuống trộm lạc thần, quay đầu lại, hắn ta nhìn thấy La Kiên. Trợ lý của ông chủ cầm cờ lê đánh La Kiên, La Kiên không hề yếu thế, đánh nhau với hắn ta, nhanh chóng khống chế hắn ta, đánh rơi bộ đàm trên tay hắn ta xuống đất. Trang Văn Kiệt bò lên sân thượng bằng dây thừng, nghe thấy tiếng ra lệnh cho trợ lý vị trí số 3 chuẩn bị xuống trong bộ đàm. Trang Văn Kiệt nhặt bộ đàm lên, trợ lý ra sức giằng lấy, La Kiên và Trang Văn Kiệt hợp sức khống chế hắn ta. Trang Văn Kiệt nhanh chóng đeo dây an toàn vào. La Kiên nắm chặt lấy trợ lý, yểm trợ Trang Văn Kiệt đi xuống từ giếng thang máy. Trang Văn Kiệt đu dây xuống dưới, nghe thấy tiếng thông báo người mua đã đến sảnh lớn trong bộ đàm. Cậu không kịp suy nghĩ, dùng một tay cởi bỏ bộ quần áo công nhân, sau đó đeo mặt nạ vào. Người mua được đưa đến tầng 12, chỉ dừng lại ở đó 8 giây. Ông chủ đã cho người đợi sẵn ở đó từ trước. Người của ông chủ thuận tay ném thẻ vào phòng thang máy. Trang Văn Kiệt mặc bộ vest chỉnh tề, đáp xuống phòng thang máy, nhặt thẻ lên. Thang máy đến tầng 13. Trang Văn Kiệt lấy thẻ ra xác minh thân phận, nhân viên lấy bức lạc thần ra. Trang Văn Kiệt nghi ngờ bức tranh là giả, sợ liên lụy đến mình, bèn hỏi nhân viên về thân phận của Khương Thái Công. Nhân viên khẳng định Khương Thái Công là hội viên của dòng chảy ngầm, đã gửi lạc thần ở đây từ 12 năm trước. Trang Văn Kiệt tò mò hỏi Khương Thái Công còn vật phẩm đấu giá nào khác không, muốn bọn họ giới thiệu, nhân viên vui vẻ đồng ý. Trang Văn Kiệt lấy được lạc thần, đi ra ngoài từ trần phòng thang máy, men theo dây thừng bò lên. Người mua đợi ở tầng 12 rất lâu, ông chủ mới cho người mang lạc thần giả đến đưa cho ông ta. Sau đó đưa người mua đi bằng thang máy chở hàng. Người của ông chủ phát hiện bức lạc thần thật đã bị đánh cắp, liền lập tức báo cáo cho ông ta. La Kiên và trợ lý đánh nhau bất phân thắng bại. La Kiên không còn cách nào khác, đành phải còng tay hắn ta và mình lại với nhau. Trang Văn Kiệt hoàn thành nhiệm vụ, bò lên từ giếng thang máy. La Kiên dùng chìa khóa mở còng tay,
chạy đến giếng thang máy cứu Trang Văn Kiệt, còn bật đèn pin điện thoại để soi đường cho cậu. Trang Văn Kiệt nhớ đến lời Hứa Chính Thanh, nếu cậu giao bức Lạc Thần cho cảnh sát, vụ án của Trang Diệu Bách sẽ bị lật lại. Suy nghĩ kỹ càng, quyết định mang Lạc Thần đi. Cậu dùng chân đạp mạnh vào sợi dây thép bên cạnh, mượn lực của sợi dây thép để đứng vững trước cửa thang máy, dùng hết sức tách cửa thang máy ra. La Kiên nhận ra cậu muốn mang Lạc Thần bỏ trốn, ra sức khuyên can cậu đừng phạm pháp. Trang Văn Kiệt không muốn người cha may mắn sống sót lại rơi vào lưới pháp luật một lần nữa. Nhân viên của ban tổ chức ngồi canh trước máy tính, mãi không thấy người mua đến tầng 13 để giao dịch, cảm thấy có gì đó không ổn. Liền ra ngoài kiểm tra, phát hiện có người khả nghi ở tầng 12 và sân thượng, liền chia nhau đuổi theo vây bắt. La Kiên xuất trình giấy tờ cảnh sát, bọn họ mới chịu bỏ đi. Ông chủ nhận được điện thoại của thuộc hạ, biết bọn họ đã bị lộ, liền nhanh chóng bỏ trốn. Tô Anh dẫn cảnh sát đến sau đó, bắt gọn người của dòng chảy ngầm. Lưu Song không tìm thấy Trang Văn Kiệt, chỉ tìm thấy một chiếc cúc áo. Giang Hạo vẫn luôn mai phục trước cửa nhà trọ của Trang Văn Kiệt, nhưng cậu vẫn chưa về. Giang Hạo gọi điện thoại báo cáo cho La Kiên, La Kiên bảo anh ta tiếp tục mai phục. Trang Văn Kiệt và Hứa Chính Thanh về căn nhà cũ, hai người mở bức tranh Lạc Thần ra, kiểm tra kỹ càng suốt đêm nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường trên bức tranh. La Kiên trích xuất camera giám sát của khách sạn, phát hiện Trang Văn Kiệt còn có một đồng bọn, nhưng camera không quay được vị trí của tài xế. Diệp Giai tra được chiếc xe mà Trang Văn Kiệt đi là xe giả biển số, liền theo dõi chiếc xe đó. La Kiên phát hiện vị trí dừng xe cách căn nhà cũ của Trang Văn Kiệt chỉ 1 km, liền đoán chắc Trang Văn Kiệt đã quay về căn nhà cũ. Trang Văn Kiệt đột nhiên nhớ đến chuyện Đinh Sinh Hỏa dùng mực tàng hình để ký tên cậu lên bức hoa súng, liền suy đoán cha mình sẽ dùng mực tàng hình để lại dấu hiệu trên bức Lạc Thần. Trang Văn Kiệt xin Hứa Chính Thanh cây bút phân cực để kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng nhìn thấy một ván cờ tàn. Cha cậu đã từng bảo cậu ghi nhớ ván cờ này. Trang Văn Kiệt phát hiện trên ván cờ có thêm 4 quân cờ, cậu không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Trang Văn Kiệt suy nghĩ kỹ càng, quyết định phối hợp với La Kiên để bắt ông chủ. Hứa Chính Thanh muốn dùng chính mình làm mồi nhử để dụ ông chủ ra. Trang Văn Kiệt lo lắng ông ta gặp nguy hiểm. Hứa Chính Thanh muốn làm chút gì đó cho nhà họ Trang. Trang Văn Kiệt mở điện thoại, gửi tin nhắn cho La Kiên, giải thích lý do cậu mang Lạc Thần đi. Trang Văn Kiệt đột nhiên nhận ra Hứa Chính Thanh có gì đó không ổn, chưa kịp gửi tin nhắn thì bị Hứa Chính Thanh đánh ngất từ phía sau. La Kiên dẫn người đến căn nhà cũ, phát hiện bên trong không có ai. Lưu Song kiểm tra được điện thoại của Trang Văn Kiệt đã được bật, liền định vị, theo dõi điện thoại của cậu. Tín hiệu điện thoại của Trang Văn Kiệt xuất hiện trong một chiếc xe tải. La Kiên lập tức dẫn người đuổi theo, chặn chiếc xe tải đó lại, lúc này mới phát hiện trong thùng xe chỉ có điện thoại di động. Tô Anh thẩm vấn những người liên quan đến vụ án, tìm thấy thiết bị định vị bằng gốm sứ trong túi áo của trợ lý ông chủ. Trợ lý khăng khăng Trang Văn Kiệt đã nhét thiết bị định vị vào túi áo hắn ta ở cửa thang máy. La Kiên bảo Diệp Giai dùng thiết bị định vị để truy ngược lại tung tích của Trang Văn Kiệt. Hứa Chính Thanh trói Trang Văn Kiệt trong cốp xe, lái xe đến bờ sông, chèn một tảng đá lớn dưới bánh trước. Hứa Chính Thanh lấy bức Lạc Thần, đạp ga, sau đó đẩy tảng đá ra. Nhìn thấy chiếc xe từ từ lăn xuống sông, Hứa Chính Thanh mới yên tâm lái một chiếc xe khác rời đi. Diệp Giai dùng thiết bị định vị bằng gốm sứ để truy ngược lại, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Trang Văn Kiệt. La Kiên lập tức dẫn Lưu Song và Giang Hạo đến đó. Anh thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng mở được điện thoại của Trang Văn Kiệt, nhìn thấy tin nhắn mà cậu chưa kịp gửi. La Kiên muốn gọi điện thoại vào đồng hồ định vị của Trang Văn Kiệt. Lưu Song và Giang Hạo nghi ngờ Trang Văn Kiệt đang giở trò, muốn dụ La Kiên sập bẫy. La Kiên tin tưởng Trang Văn Kiệt sẽ không lừa anh, liền gọi vào đồng hồ định vị của Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt cố gắng hết sức nghe điện thoại, nhưng miệng bị bịt kín, cậu không thể nói được. La Kiên nghe thấy tiếng nước chảy. Chiếc xe chở Trang Văn Kiệt dần dần chìm xuống nước. Hồi nhỏ, cha cậu đã dạy cậu cách nín thở dưới nước. Trang Văn Kiệt nín thở. La Kiên, Lưu Song và Giang Hạo lái xe đến bờ sông, nơi đồng hồ định vị của Trang Văn Kiệt hiển thị. Ba người cẩn thận tìm kiếm hai bên cầu, nhưng không thấy Trang Văn Kiệt đâu. Trang Văn Kiệt liều mạng đập vỡ đèn xe, mảnh vỡ đèn xe lập tức trôi nổi trên mặt nước. La Kiên nhìn thấy mảnh vỡ đèn hậu của chiếc xe trên mặt sông, liền lao xuống cứu người. Anh phải vất vả lắm mới mở được cửa xe, cứu Trang Văn Kiệt đang thoi thóp ra ngoài. La Kiên tiến hành sơ cứu cho Trang Văn Kiệt, sau đó đưa cậu đến bệnh viện. Trang Văn Kiệt cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu muốn gặp La Kiên ngay lập tức, Lưu Song dẫn cậu đến phòng thẩm vấn. Tô Anh và La Kiên triệu tập cuộc họp phân tích vụ án. Giang Hạo phát hiện một căn phòng bí mật trong tiệm sửa đồng hồ của Hứa Chính Thanh, tìm thấy rất nhiều giấy tờ tùy thân giả mạo bên trong. Giang Hạo nghi ngờ Hứa Chính Thanh đã dùng thân phận khác để xuất cảnh. Tô Anh suy đoán Hứa Chính Thanh đã lợi dụng Trang Văn Kiệt để trộm bức Lạc Thần từ tay ông chủ, chỉ là không đoán được mối quan hệ giữa ông chủ và Hứa Chính Thanh. Lưu Song vội vàng đến báo cáo cho La Kiên. La Kiên đích thân thẩm vấn Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt thừa nhận Hứa Chính Thanh là sư huynh của cha cậu, Trang Diệu Bách. Hứa Chính Thanh đã lấy được giấy tờ tham gia buổi đấu giá thông qua Đới Mạnh Đức. La Kiên trách móc Trang Văn Kiệt quá ngốc nghếch, mở đoạn video giám sát cho cậu xem. Ông chủ cố tình kéo dài thời gian ở cửa thang máy, còn liếc nhìn điện thoại di động. Sau khi xác nhận Trang Văn Kiệt đã đi xuống bằng thang máy mới bấm nút đi lên. La Kiên phân tích, ông chủ đã nhận được tin nhắn của Hứa Chính Thanh từ trước nên mới đợi Trang Văn Kiệt xuất hiện. Trang Văn Kiệt bừng tỉnh ngộ, nhận ra mình chỉ là con cờ trong tay Hứa Chính Thanh. Giang Hạo dẫn người đến công ty của Đới Mạnh Đức, phát hiện bên trong không còn ai. La Kiên bảo anh ta phát lệnh truy nã Đới Mạnh Đức. Trang Văn Kiệt nghi ngờ ông chủ và Hứa Chính Thanh là đồng bọn,
bọn họ bày mưu tính kế không chỉ vì bức Lạc Thần mà còn có âm mưu khác. Tô Anh dẫn người điều tra kỹ lưỡng, xác định Khương Thái Công chính là ông chủ thông qua camera giám sát của tiệm tạp hóa, liền lập tức gọi điện thoại thông báo cho La Kiên. La Kiên sơ chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau, khẳng định năm xưa có người đã lấy Lạc Thần từ tay Trang Diệu Bách. Anh mở đoạn video giám sát của nhà hàng Hương Vị xưa Kim Cốc 12 năm trước, bảo Trang Văn Kiệt nhận diện người đàn ông quay lưng về phía camera. Trang Văn Kiệt nhận ra người đó chính là Hứa Chính Thanh qua động tác xoay cổ tay vô thức. Trang Diệu Bách và Hứa Chính Thanh đã cãi nhau một trận. La Kiên cho rằng người ép buộc Trang Diệu Bách trộm Lạc Thần năm xưa không phải là Đinh Sinh Hỏa mà là Hứa Chính Thanh. Trang Văn Kiệt lúc này mới nhận ra Hứa Chính Thanh vẫn luôn lừa gạt mình, cậu tức giận đến mức ngất xỉu. Vừa tỉnh lại, Trang Văn Kiệt đã bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của ván cờ tàn trên bức Lạc Thần. La Kiên đến thăm cậu, Trang Văn Kiệt cảm thấy Lạc Thần vẫn luôn nằm trong tay Hứa Chính Thanh. Hứa Chính Thanh và ông chủ đã bày mưu tính kế, muốn lợi dụng cậu để có được bí mật ẩn giấu trong bức Lạc Thần, sau đó cho đăng xuất người diệt khẩu. Hứa Chính Thanh và Đới Mạnh Đức trốn cùng nhau. Đới Mạnh Đức không hiểu tại sao ông ta phải tốn nhiều công sức để trộm bức Lạc Thần như vậy. Hứa Chính Thanh nhớ rõ, trước khi đăng xuất, sư phụ Trang Diệu Đình đã gọi Trang Diệu Bách đến, nói với ông ta bức Lạc Thần cất giấu bí mật về những di vật được chuyển về phía Nam. Hứa Chính Thanh trốn ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Trang Diệu Đình muốn hiến Lạc Thần cho đất nước. Hứa Chính Thanh nghi ngờ nhà họ Trang muốn nuốt riêng những di vật được chuyển về phía Nam. Sau khi Trang Văn Kiệt được đưa đến trại trẻ mồ côi, Hứa Chính Thanh lại đến căn nhà cũ của nhà họ Trang, phát hiện mực tàng hình mà Trang Diệu Bách để lại, nghi ngờ ông ta đã động tay động chân vào ván cờ trên bức Lạc Thần. Hứa Chính Thanh muốn thông qua Trang Văn Kiệt để tìm ra bí mật ẩn giấu trong ván cờ tàn. Trang Văn Kiệt nhớ rõ ràng, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, cha cậu đã ép cậu ghi nhớ một ván cờ tàn. Ván cờ mà cậu soi ra bằng bút phân cực trên bức Lạc Thần có thêm 4 quân cờ so với ván cờ ban đầu. Trang Văn Kiệt suy đoán 4 quân cờ đó là do Trang Diệu Bách cố tình thêm vào để đánh lạc hướng. La Kiên vắt óc suy nghĩ, khẳng định mục đích Hứa Chính Thanh trộm dây chuyền nước mắt thần trang cũng là vì bí mật ẩn giấu đằng sau nó. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của La Kiên, Hứa Chính Thanh muốn thông qua bí mật của nước mắt thần trang để suy ra thông tin quan trọng ẩn giấu trong bức Lạc Thần. Đinh Sinh Hỏa nghi ngờ Trang Diệu Bách đã nói bí mật đó cho Trang Văn Kiệt biết. Câu nói này đã thức tỉnh Hứa Chính Thanh, ông ta mới bắt đầu để ý đến Trang Văn Kiệt. La Kiên phát hiện dây chuyền nước mắt thần trang và bức tranh Lạc Thần đều là quốc bảo bị thất lạc trong thời kỳ kháng chiến, chắc chắn có liên quan đến nhau. Hứa Chính Thanh nhớ rõ Trang Hạc Đình đã từng nói, thời kỳ kháng chiến, một vài quân phiệt đã liên kết với nhau, vận chuyển những báu vật mà bọn họ tích góp được trong nhiều năm đến đất Thục. Bọn họ chia làm ba đường, còn phải tránh chiến tranh loạn lạc, đội của Trang Hạc Đình đã bị lạc đường. Quân Nhật biết được chuyện này, bèn phái nhiều đội quân đi tìm kiếm lô quốc bảo, thậm chí còn huy động cả máy bay trinh sát. Để tránh để di vật rơi vào tay quân Nhật, sĩ quan chỉ huy đã quyết định giấu di vật vào một hang động tự nhiên, còn bảo chuyên gia di vật đánh dấu vị trí trên nước mắt thần trăng và Lạc Thần, để sau khi chiến tranh kết thúc có thể tìm lại lô báu vật này. Trước khi đi, sĩ quan chỉ huy ra lệnh cho người cho nổ cửa hang, giao nước mắt thần trăng và Lạc Thần cho Trang Hạc Đình và một chuyên gia di vật khác mang đi, hẹn địa điểm gặp mặt. Trang Hạc Đình dẫn theo một đội người liều đăng xuất bảo vệ Lạc Thần, cuối cùng chỉ còn lại một mình ông ta. Trang Hạc Đình đến địa điểm đã hẹn, nhưng đội hộ tống nước mắt thần trăng vẫn chưa đến, Trang Hạc Đình đoán toàn quân đã bị diệt. La Kiên và Trang Văn Kiệt suy nghĩ miên man, cuối cùng suy đoán 4 quân cờ đó là ký hiệu vị trí. Trang Văn Kiệt lần lượt ghi chú, suy ra 4 dãy số. Trang Văn Kiệt nhớ lại thứ tự ván cờ tàn mà cha cậu đã bảo mình ghi nhớ, từ đó xác định được thứ tự của 4 dãy số. La Kiên cẩn thận đối chiếu, cuối cùng đưa ra kết luận, dãy số được khắc trên nước mắt thần trăng và 4 dãy số này lần lượt là kinh độ và vĩ độ. La Kiên lấy điện thoại di động ra tính toán, kết quả là thành phố Ma Nhã Đan thuộc thị trấn Lãnh Hồ. Hứa Chính Thanh tính toán chính xác vị trí di vật được cất giấu, liền cùng Đới Mạnh Đức bắt taxi đến đó. Không ngờ tài xế là La Kiên, Hứa Chính Thanh và Đới Mạnh Đức ngoan ngoãn đầu hàng. Lô di vật được chuyển về phía Nam cũng được tìm thấy. Cục trưởng Triệu tổ chức cuộc họp tổng kết vụ án, hết lời khen ngợi La Kiên, La Kiên cũng tranh công cho Trang Văn Kiệt. Tô Anh và Lưu Song thẩm vấn Đinh Sinh Hỏa một lần nữa. Đinh Sinh Hỏa biết được Hứa Chính Thanh đã bị bắt, liền khai nhận toàn bộ tội lỗi. Cùng lúc đó, La Kiên thẩm vấn Hứa Chính Thanh, nhưng ông ta không chịu hợp tác, còn giả vờ không biết gì. 12 năm trước, Hứa Chính Thanh gọi Trang Diệu Bách và Đinh Sinh Hỏa đến nhà hàng Hương Vị xưa Kim Cốc, ép buộc Trang Diệu Bách đi trộm Lạc Thần, còn lấy tính mạng của vợ con ông ta ra để uy hiếp. Trang Diệu Bách ngay lập tức trở mặt với Hứa Chính Thanh, nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của Trang Văn Kiệt nên cuối cùng vẫn phải cắn răng đồng ý đi trộm Lạc Thần. Vợ của Trang Diệu Bách, Tiểu Vũ đang xuất do tai nạn, Hứa Chính Thanh hứa sẽ bồi thường thêm 1 triệu tệ cho Trang Diệu Bách. La Kiên lấy đoạn video giám sát của nhà hàng 12 năm trước ra làm bằng chứng chống lại Hứa Chính Thanh, đồng thời vạch trần chuyện Hứa Chính Thanh hại đăng xuất Phương Hải Trung. Sau khi Trang Diệu Bách rơi xuống sông, Hứa Chính Thanh theo dõi Trang Văn Kiệt đến gần nhà hàng Hương Vị Tuyệt Vời Kim Cốc. Phương Hải Trung phát hiện ra tung tích của ông ta, liền lặng lẽ theo dõi. Hứa Chính Thanh dẫn dụ Phương Hải Trung lên sân thượng, đổ dầu lên tấm ván gỗ bắc giữa hai tòa nhà, khiến Phương Hải Trung trượt chân ngã xuống. Phương Hải Trung cố gắng bám lấy tấm ván gỗ, Hứa Chính Thanh đẩy ông ta xuống lầu. La Kiên còn điều tra được Hứa Chính Thanh đã sai Đinh Sinh Hỏa dùng khăn tay bịt mũi Tiểu Vũ đến đăng xuất. Hứa Chính Thanh chối bay chối biến, Tô Anh đưa ra vật chứng tại hiện trường, Hứa Chính Thanh cầm nín. La Kiên và Trang Văn Kiệt khôi phục lại chân tướng Trang Diệu Bách rơi xuống sông 12 năm trước. Hứa Chính Thanh đợi Trang Diệu Bách ở giữa đường.
Trang Diệu Bách giao bức lạc thần cho ông ta. Hứa Chính Thanh nhân cơ hội đó phá hỏng ống dẫn dầu phanh, khiến xe mất phanh, Trang Diệu Bách rơi xuống sông. Hứa Chính Thanh tưởng mình đã che giấu hoàn hảo, không ngờ La Kiên đã lấy được bằng chứng xác thực thông qua camera giám sát giao thông. Hứa Chính Thanh đành phải nhận tội. La Kiên đến bệnh viện thăm Trang Văn Kiệt, kể lại toàn bộ quá trình Hứa Chính Thanh hãm hại Trang Diệu Bách. Trang Văn Kiệt rất đau lòng, không hiểu tại sao cha mình không nói bí mật đằng sau bức lạc thần cho Hứa Chính Thanh biết, kết quả khiến gia đình tan nát. La Kiên khẳng định Trang Diệu Bách là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, ông ta đã báo tin cho Phương Hải Trung, muốn cảnh sát ra tay ngăn cản âm mưu của Hứa Chính Thanh, đồng thời cũng muốn bảo vệ vợ con mình. La Kiên khuyên Trang Văn Kiệt hãy buông bỏ gánh nặng, bắt đầu cuộc sống mới. Tổ chức ngầm Dòng Chảy Ngầm, Hứa Chính Thanh và Đinh Sinh Hỏa đều bị pháp luật trừng trị. Do có công hỗ trợ phá án nên viện kiểm sát không truy tố Trang Văn Kiệt. Trang Văn Kiệt đã cố gắng hết sức để minh oan cho cha mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau khi chân tướng được sáng tỏ, La Kiên đến nghĩa trang thăm mộ sư phụ Phương Hải Trung. Vụ án của sư phụ cuối cùng cũng được phá giải, coi như đã cho sư phụ và vợ sư phụ một lời giải thích. Nút thắt trong lòng La Kiên suốt 12 năm qua cuối cùng cũng được tháo gỡ. Tô Anh cũng đến nghĩa trang viếng mộ Phương Hải Trung, La Kiên và Tô Anh nhìn nhau mỉm cười. Trang Văn Kiệt đến trường học, nhìn thấy Lâm Chỉ Duyệt đang đợi mình, như thể mọi chuyện đã quay về hồi còn bé, Lâm Chỉ Duyệt gọi Trang Văn Kiệt đi học. Tỉnh táo lại, Trang Văn Kiệt đeo dây chuyền cho Lâm Chỉ Duyệt, hai người nắm tay nhau, đi về phía trường học. Lúc này, Trang Văn Kiệt nhận được tin nhắn do một người lạ gửi đến, chúc mừng cậu, nhờ sự kiên trì, cậu đã làm được, Trang Văn Kiệt vô cùng kinh ngạc.